nói câu tha từ. Đường xa lắm vẫn còn tìm nhau, bao tháng năm tha thiết ngóng chờ người ở chốn xa quay về, dần trăng khuya kia lại trôi. Quê hương mịt mờ về đây với bên bờ bình yên, duyên lứa đôi thôi hết hứng hờ, hạnh phúc thoáng bao mong chờ, cùng nhau hát câu thơm tình. Em biết phòng của Hoa không? Dạ con biết, phòng số 7, cậu chỉ cho con hồi sớm mai đó, phải không cậu? À phải. Em biểu sắp xa phu khiên rương của Hoa xuống trước đi, rồi em ở dưới tàu chơi đặng coi chừng đồ giùm Hoa, chừng nào mà tàu nó gần chạy đó Hoa xuống rồi em sẽ lên. Dạ. Ba mấy giờ rồi ba? 11:03 tàu 1 giờ mới chạy, nếu vậy mình còn nói chuyện chơi được hơn 1 tiếng nữa. Ừ. Con à, lại cho ba hôn con rồi ba đi nghe con. Ba đi rồi á, con ở nhà phải ráng học, chứ đừng ham chơi mà ma rầy ma đanh. Con phải siêng năng giỏi giang, má con dạy điều gì con phải nghe theo, không được cứng cổ cứng đầu. Ba đi mau về nghe ba, bằng sơ học cho ba coi. À, giỏi lắm. Còn mình nè, mình nghe anh dặn, mình ở ngoài này chứ đừng về Sài Gòn làm chi. Về trong đó ông già giận ở chơi có ích gì. Em nhớ lời yên buồn anh đi. À mình nhớ hỏi thăm con phu ba nó ở nơi nào, đặng đem nó về đây nuôi. Phải ráng tìm được nó nghe em, chứ đừng bỏ nó mà tội nghiệp. Dạ em biết rồi. Gần tới giờ rồi, mẹ con ở nhà mạnh giỏi nha, tới đâu đó anh gửi thơ tới đó. Mình ráng ở nhà chịu cực dài 3 năm rồi anh về, không có sao đâu nghe em. Dạ em cũng chúc anh đi mạnh giỏi. Ba đi nghe con. Ba. Anh đi. Má ơi, chú Bảy kìa.
Cậu Vinh còn ở trong phòng sắp xếp đồ đạc. Rồi cậu Vinh ra liền. Kìa, ba con kìa. Ba, ba đi ngành nhỏ nha ba. Ba. Ba con đã đi rồi. Thôi mình về đi má. Ba đi rồi. Mình ở đây làm chi má? Mình về nhà chờ ba cũng. Còn than còn thơ, tàu súp lê hay còn đợi còn chờ. Tàu súp lê ba tàu ra biển bắc. Tàu ra biển bắc hai tay dính sông sắc. Dăm trăng kêu trời trong bắc giờ nắng. Qua trong nhà ông ra có thơ nè. Dạ, dạ nghe rồi. Thơ của ba gửi về hả má? Ủa? Mà sao con cháu đóng ở Sài Gòn? Đâu, đưa má xé ra coi. Em yêu, trên tàu Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 1917. Em, hồi sớm mai này tàu vô Sài Gòn. Kỳ tàu trước anh cũng gửi thơ cho ba anh, tỏ việc anh đi Tây. Và xin ba lên đón tàu cho anh thăm một chút, vì tàu không đậu lâu được. Nên anh về Nha Mân không được. Anh chờ đến trưa mà không thấy ba xuống tàu. Anh chắc một ngày nào đó trời Phật cũng xui khiến lòng ba tự hối mà hết giận vợ chồng mình. Riêng em hãy thay anh lo cho con ăn học. Mỗi tháng anh gửi cho em nửa số lương để tiêu dùng. Ở nhà có chuyện chi bối rối, em hãy cậy thầy ba thiện tính giùm. Thu Cúc con phải ráng học. Ba gửi hôn con ngàn cái. Lê Hiển Vinh. Má à, sao ông nội giận ba hoài vậy má? Con hỏi làm chi con? Thấy ba viết thơ nên con hỏi cho biết vậy mà. Tại ba con ở với má nên ông nội giận. Ông nội có giận má không? Giận chứ. Từ hồi trước tới bây giờ má có gặp mặt ông nội lần nào không má? Không. Không có gặp mà sao ông nội giận? Tại ba con ở với má, ông nội con không có cưới. Ông nội nói má là đồ. Tại má không về nên ông nội nói má hư. Ông nội bây giờ chừng bao nhiêu tuổi nó có biết không má? Độ chừng 61, 62. Vậy mà má dắt con về ông nội. Con nói chầu cho ông nội ăn luôn nè. Con bưng nước cho ông nội uống luôn nè. Chừng vài ngày ông nội sẽ thương con. Má con mình sẽ được nhìn luôn. Về đó sẽ bị đánh đòn. Tới ba con còn không dám về. Con thấy ba viết thơ trong Lê Hiển Đạt. Có phải ông ấy là nội con?
con thấy ba viết thơ cho ông nội hoài mà không viết thơ cho bà nội. Bà nội con còn đâu mà viết? Chết rồi hả má? Ừ, thôi con học bài đi rồi đi ngủ, đặng sáng đi học nữa. Dạ. Ai đó? Tôi đây, Thiện đây. Dạ, để tôi mở cửa. Chị Thu Vân, từ sáng tới giờ chị có nghe gì không? Chuyện gì vậy anh Thiện? Chiếc tàu Hải Phòng đi qua địa Trung Hải bị tàu lặn của Đức bắn chìm rồi. Trời ơi, ai nói với thầy vậy thầy Thiện? Chị Thu Vân, có dây thép đánh cho chánh phủ hồi đầu hôm. Từ hồi sớm mai ai cũng biết chuyện này, ông chủ tôi cho tôi hay liền, nên lật đật lại đây để báo tin cùng chị. Trời ơi, nếu vậy thì chồng tôi chết rồi hay sao? Dây thép nói chiếc tàu Hải Phòng bị bắn hạ, ban đêm gặp mưa giông nên không cứu kịp, hơn 500 người không còn sống được một ai. Trời ơi, chồng tôi chết thì làm sao tôi sống được? Cũng vì tôi mà cha chồng không nhìn nhận, thương nhau ở nhau mà không cho cha mẹ biết, hôm nay anh chết rồi tôi cũng phải chết theo. Vậy thép nói vậy nhưng mình cũng đừng dối tin liền, chờ ít ngày rồi sẽ biết chắc chắn ra sao. Không lẽ tai nạn như vậy mà không còn sống sót người nào? Chỉ đừng nóng vội, hãy chờ đợi xem sao. Thầy nói cũng có lý, nhưng mà không lẽ trên tàu hơn 500 người mà chết hết hay sao? Đó, tôi cũng nghĩ như vậy đó. Hơn nữa, nếu chị chết, chị lại càng có tội với anh Vinh nữa. Chị phải sống để nuôi con chứ. Thầy Thiện ơi, khi ông thầy thuốc ra đi, ông căn dặn tôi phải nương náu ở đây mà chờ ông. Ngày nay chẳng may ông đã khuất rồi, tôi chẳng còn trông mong gì nữa. Nhưng trước khi tôi theo chồng tôi xuống Cửu Tuyền vĩnh viễn, tôi phải đáp nghĩa cho chồng tôi xong rồi tôi chết theo chồng. Thầy là bạn chồng tôi, chắc thầy đã hiểu hết sự tình. Chồng tôi vì tôi mà nghịch ý với cha, cũng vì buồn gia đình mà chồng tôi mới đi Tây. Do đó mà chồng tôi phải chết, bỏ lại cảnh tình tôi chẳng biết liệu sao. Vì bây giờ tôi phải làm thế nào cho con của tôi có gặp được ông nội nó bây giờ? Làm thế nào cho ông nội nó bớt giận cha nó và đem lòng thương nó? Rồi tôi sẽ vĩnh viễn ra đi, anh Vinh chết đời tôi cũng chẳng còn chi. Thà tôi phải chết chứ mong gì nuôi con. Mấy lời chị nói tôi cảm phục lắm, nhưng tôi xin chị đừng có chết theo chồng. Chết chi vậy? Bây giờ anh Vinh đã khuất rồi, chị lại toan theo anh Vinh, vô tình chị giết con chị luôn. Chị phải sống để nuôi con chứ. Tôi định đem cháu tôi cút về nhà mân gặp ông nội nó, và tôi giao cho ông nội nó nuôi, rồi tôi đi theo anh Hiển Vinh luôn. Chị chết là chị có lỗi với anh Vinh lắm đó. Chứ anh nghĩ coi, vợ chồng tôi ăn ở với nhau mà cha chồng tôi không nhìn nhận thì tôi biết phải làm sao? Hôm nay chồng tôi tan mạng, lòng tôi rất xót đau. Chồng tôi vì danh dự tôi mà lỗi đạo cha già,
bỏ xứ dẫn tôi đi lìa bỏ quê nhà. Ý chị tính sao tôi sẵn sàng giúp chị, chớ chị đừng quỷ mình e lỗi đạo với anh Vinh. Bây giờ tôi phải bán hết đồ đạc để đưa con tôi về Nha Mân Sa Đéc. Thôi được rồi, nếu như chị nhất quyết, sáng mai tôi đi mua giấy tàu cho chị. Cảm ơn anh. Má chưa ngủ sao má? Chưa con. Con ngủ đi, má quạt cho. Mình về Sài Gòn rồi tìm đến nhà ông nội ở, hay đi đâu nữa má? Về Sài Gòn rồi phải về Nha Mân, phải đánh liều về nhà ông nội con, chưa biết đi đâu bây giờ. Con thì còn nhỏ dại, lẽ ra thì má không nói việc nhà cho con biết. Ngắt gì ba con, hôm nay đã chết con, má thì bình quán hoài. Má phải nói hết chuyện gia đình cho con. Để phòng má chết đi, con biết bà con bên nội con và bên ngoài con, để con đi tìm. Má ơi, má đừng bỏ con, trong khi ba chết đi, nhưng má cũng phải nuôi con cho đến ngày khôn lớn. Nhưng nơi ba con chết đi, lòng má vô cùng xót xa đau đớn. Nhìn lại con thơ mà má càng thêm tuổi hồ vô cùng. Vì thương má mà ba con phải vượt sóng muôn trùng, sang nước ngoài học tiếp nghề thầy thuốc, khi đỗ đạt tay nghề trở về lo hạnh phúc cho vợ con. Nhưng hôm nay hạnh phúc ấy có còn đâu, ba con đã chết, má con mình phải bơ vơ lưu lạc. Ông nội quyết định không cho ba với má thấy mặt, má tính về Nha Mân. Má với con phải bí mật chuyện này. Nhưng từ trước đến bây giờ má với con chưa gặp mặt ông nội, thì làm sao biết ông nội ghét ba với má? Chừng nào tàu về đến Sài Gòn, má dẫn con gặp ông nội, con lại ông nội, thế nào ông nội cũng thương con à. Má đừng lo nha má. Má còn nói việc này nữa, con có một người chị tên là Thu Ba, lớn hơn con 1 tuổi. Hồi đó mới 4 tháng, ba với má lạc mất nó. 10 mấy năm nay không biết nó đâu mà tìm nữa. Má à, má lo quá, má mệt nữa. Việc nhà con biết hết rồi. Ai cho con biết vậy? Ba nói với con á. Ủa, ba con nói hồi nào? Hồi ba gần đi Tây.
chiều chiều ba dắt con đi chơi, ba nói rõ hết. Ba con nói ba cưới má, ông nào không có chịu, nhưng ba vẫn quyết lòng không mà sự dẫn dõi của ông nội con. Rồi ba dắt má đi luôn ra đến Hải Phòng lấy nghề thầy thuốc nuôi thân. Hồi sanh chị thu ba vì không có mẹ cha nên chị thu ba đã lạc mất lâu rồi. Trời ơi, sao ba con biết trước mà cân dần. Chắc là linh tính bán điện, ba con mới ứng khẩu báo tình. Ba con lo xa quá, sao mà biết chết nên dặn như vậy? Má nghĩ người ở đời phải lấy tình nghĩa làm trọng, chứ tiền của mà xa gì. Má muốn sao cho ông nội con vì tình máu thịt mà thương con nên nhìn nhận con. Khi về đến nhà Mân, má với con phải giả dạng kẻ nghèo khổ rồi xin vào ở đỡ với ông nội con. Vào được rồi, con phải ăn ở cho khéo léo, phải làm thế nào cho ông nội con đem lòng thương con. Chứ má biết trong người má hiện nay. Sống không tới ngày ông nội con thương con, rồi má có nhắm mắt má đi theo ba con cho trọn tình chung thủy sắt son. Con về với ông nội con để ăn học cho nên người. Má thương con còn hơn ông. Má ráng sống nuôi con biết gì đâu mà má cứ đòi chết hoài. Biết ở với ai? Còn ông nội con biết nơi đâu, con biết đường đâu mà con đi tìm. Còn chị thu ba, con biết đâu mà đi. Mặt vui vầy đi về đến nơi, ba dẫn con đi tìm. Nhưng sức má đã yếu, không biết còn đủ sức để má dẫn chết hoài. Con sợ lắm, má ngủ đi má. Để con đắp mền quạt mũi cho má ngủ nghe má. Chừng nào sáng con kêu má dậy về nội nghe má.
cô đợi với má, má còn đang bệnh mà. Thôi, con để má xách luôn cho. À, chị ơi, chị làm ơn cho tôi hỏi thăm chút nghe chị. Ủa, tôi nhớ mày mày, hình như chị là chị Hai Thình phải không? À, đúng, tôi là Hai Thình nè. À, ủa mà xin lỗi, cô không biết cô ở đâu. Tôi cũng nhớ mày mày, nhớ mà quên rồi. Dạ, hồi trước tôi ở nhà ông Phán Kim, tôi mướn chị nuôi vú đó, chị quên sao? À, tôi nhớ rồi, cô là... Cô ai nè ta? Thu Vân, cô Thu Vân đây mà. Hồi vợ chồng tôi ra Hải Phòng lập nghiệp, tôi có gửi tiền cho ông Phán Kim mua giấy tàu, đặng chị dắt con tôi ra sao? Trời ơi, tôi mòn mỏi trong hoài mà không thấy. Chị ra không được thì chị cũng phải gửi thơ cho tôi biết chứ. Không ngờ chị bạc tâm luôn à. Con nhỏ của tôi bây giờ ở đâu vậy chị? Chị nói cho tôi biết đi, con của tôi đâu? Từ từ, từ từ rồi tôi kể cho cô nghe. Hồi cô đi á, cô gửi tiền cho ông Phán Kim mua giấy tàu cho tôi đi sao, đúng không? Thì cô đi đâu chừng 3-4 bữa thì con nhỏ nó cũng hết bệnh liền. Tôi nói ông Phán mua giấy tàu cho tôi đi, ông Phán lần nữa nói là chưa có tiền nhiều. Rồi kế đó ông mới lăn trọng bệnh, thì chừng vài bữa sau ông nhắm mắt lìa đời. Kế đó thì vợ ông cũng đi giàu trời. Tôi có tiền đâu để mua giấy tàu mà đi, thì chị đánh dây thép tôi gửi tiền về cho chị. Chứ tại sao chị, chị đứng lặng ở trong này à? Ở Hải Phòng tôi đợi ngày lại qua ngày, cho đến chồng tôi chết tôi mới về đây. Ở Hải Phòng mà địa chỉ đâu mà đánh dây thép? Mà thôi, con tôi đâu, nó được bao lớn rồi? Nó chết lâu rồi. Nó chết rồi, mà chết ở đâu? Lâu quá cho nên tôi cũng không nhớ là lúc nào. Chị Thành ơi, chị hãy vui lòng mà nói thiệt, con tôi đau bệnh gì mà chết, chị hãy thiệt tình. Chứ không tôi ấm ức mà sẽ thoát lòng mình. Khi nó chết chị có khai tử hay không? Cô ơi, lâu quá làm sao tôi nhớ được. Tôi giác chị đã 5 lần 10 lượt. Tôi tin chắc rằng con tôi nó không chết. Chị chỉ giùm cho tôi cho tiền chị xài. Hồi nãy tôi sợ cô nóng rồi cô rầy, nên tôi nói dối cho nó chưa chết đâu. Vậy con tôi ở đâu, chị dẫn tôi đi gặp liền. Tôi vẫn giữ lời tôi cho tiền chị ngay. Nó ở đâu thì bây giờ tôi không có biết, nhưng mà để tôi hỏi thăm đi. Tôi hỏi thăm riết rồi cũng ra mối hà. Bị hồi đó tôi cũng nhiều chuyện, thành ra tôi quen nhiều lắm. Dạ dạ. Ủa mà quên, mà rồi bây giờ cô ở đâu? Tôi mới ngoài Bắc về tới đây, tính mướn khách sạn nghỉ đỡ một bữa cho khỏe, rồi tôi về Sa Đéc. Trời ơi, khách sạn tốn tiền lắm. Thôi vậy đi, cô vô nhà tôi mà nghỉ nghe. Nhà chị ở đâu? Tôi ở trong Bàn Cờ á. Dạ, Bàn Cờ là chợ chứ không phải Bàn Cờ để quánh. Dạ, tôi ở nhà lá. À, cô với em vô đó nghỉ được, ở nán vài bữa đặng tôi dò hỏi coi con Thu Ba bây giờ nó ở đâu. Được, được rồi, tôi cũng nóng lòng gặp con tôi lắm. Đi con. Phận mẹ con mình như vậy, còn mong vui làm gì nữa chứ. Má bây giờ không muốn vui sướng gì nữa hết á. Chỉ ước sao tìm cho được chị con,
và mong muốn sao cho ông nội con biết thương hai con là đủ rồi. Để tôi nấu nước chế trà cho cô uống nghe. Tôi không khát nước đâu chị. Chị làm ơn nói chuyện con Thu Ba cho tôi nghe đi. Cô nóng nảy quá à. Để từ từ tôi nhớ lại coi. Tôi nhớ rồi. Hả? Chị nhớ rồi? Nó ở đâu vậy chị? Thì nhớ hồi đó là tôi đang đau. Hết sữa cho nó bú hàng ngày, và không biết cô ở đâu mà tìm. Để bồng Thu Ba tìm cô mà trả lại. Thì túng thế quá tôi mới năn nỉ với chị Chính Nô. Thì nhà cũng ở gần đây, đem về nuôi mà giúp hộ. Khuấy sữa bò cho nó bú, trời ơi nó hạp lắm à. Nhưng bây giờ chị Chính Nô nào đó chị ở đâu? Thì để sáng mai tôi lên vùng Tân Định hỏi thăm coi có ai biết nơi trú ngụ. Cô à đừng có lo, thế nào cũng tìm ra chắc chắn. Hồi chị cho con nhỏ nó được mấy tháng chị nhớ không? Thì lúc đó nó cũng được 7-8 tháng rồi. Chị ráng tìm được tiền nuôi dưỡng tôi thưởng cho. Chắc chắn tìm được cô đừng có lo. Tôi giữ đúng lời tiền bạc chị khỏi lo. Thôi đừng có lo nữa, bây giờ cô cứ nằm nghỉ nghe. Sáng mai, ngày mai quyết định là tôi với cô lên trên Tân Định hỏi thăm nghe. Má, mình ở đây sao má? Ừ, ngủ ở đây, đặng sáng mai đi kiếm chị con cho sớm. Má, ở đây con sợ quá à. Con sợ gì? Má, nhà gì mà cửa vách đều chống lỏng, nhất là ban đêm họ giật đồ rồi làm sao. Ngày mai má đi tìm chị hai, hễ má kiếm được dẫn về ông nội. Chớ bà hai ở nhà này bà nói hoài không có gì. Má gian dối giống hồn ba con, mách bảo cho má đây tìm ra chị hai con. Ba con chút thế nào cũng tìm được. Tối nay con gái liền, ba sẽ chỉ liền. Nãy giờ sao không thấy chồng chị vậy? Ôi, ổng ly bì suốt ngày à. Anh đi nhậu suốt à cô ơi. Anh hai anh đi nhậu chừng nào gì à? Hơi, đi sáng đêm ổng chừng, hơi sức đâu mà hỏi. Riết rồi tôi cũng sức tàn lực kiệt rồi. Anh đi sáng đêm như vậy rồi làm sao ảnh đi làm cho được? Ôi, ổng làm cai nên công chuyện cũng dễ thôi. Ổng coi cho người ta làm, chứ có làm lụng gì đâu. Thể chịu là hẹn độ rủ nhau ly bì. Vợ con chẳng kể ra chi, tôi mà ngăn cản đập cửa đập nhà. Có chồng mà nhậu nhẹt tối ngày, thiệt cũng khổ cho chị đây à. Đó, cửa nhà rách nát rồi muốn sửa mà cũng không có tiền. Lương thì tháng nào cũng hết. Thế về nhà là nói giống như vợ con. Trời ơi, lương tháng này giúp đỡ hội này hội kia, ai dè tôi hỏi lại là giúp hội ve chai hết rồi. Đó, về tới rồi đó. Uống rượu mà không sai này, không hay. Uống rượu mà ấy sai thì mới hay. Đó, cái đó là hát của ổng đó, ổng hát vậy đó. Tới rồi chưa đây, tới chưa đó, tới rồi, đúng rồi. Ai đây? Ai? Thì cô thầy thuốc chứ ai? Thầy thuốc hả? Ừ. Thầy thuốc hả? Chữa bệnh nổi không? Làm thầy thuốc. Ôi trời đất ơi, trời đất ơi. Chữa không nổi ra đây tôi chữa, đổ hai xị rồi hết. Trời rồi. Ơi, nói tầm bậy tầm bạ. Gì bậy? Kiếm rồi nói bậy đấy bà không à. À bậy hả? Ông kỳ cục quá à. Nhớ rồi, nhớ rồi. À, tôi nhớ rồi. Nhớ cái gì? Hồi đó cổ gửi con cho mình nuôi đó, không nhớ sao? À nhớ rồi, bà nhắc tôi nhớ rồi. Ủa mà sao ra chi tới ngoài Bắc rồi hả? Thì theo chồng lập nghiệp ngoài đó, rồi nay chồng chết rồi cổ mới về, rồi nhờ tôi dẫn đi kiếm con của cổ. À thì ra là vậy. À, nói đàng hoàng vậy người ta mới biết chứ còn không nói ai biết. À, được rồi, cô kiếm con của cổ đây. À, tôi đi kiếm con của tôi. Trời đất ơi,
con nói ba láp không? Sao mà láp? Ba mở miệng ra là cứ xài xể tôi không à? Không phải đâu, tôi đi kiếm con hai men của tôi. Thôi thôi thôi, đi giùm tôi đi, đi. Đi đi. Mệt hả? Đi cái ngã nào đi ra đâu rồi? Nhớ rồi, đây cái ngã này. Ông muốn đi ngã nào ông đi, ông nhiều ngã quá. Tưởng tôi không thấy, xin lỗi, tôi thấy rõ ràng. Đây nè, đi vô ngã này, ý không phải ngã này. Đúng rồi. Ui, đi đâu lát cũng nằm đóng ở bụi nào à. Ủa, chị cũng có con sau này hả chị? Con đâu mà con. Con yêu con quỷ á. Ông nói hai men là ông đi nhậu nữa đó. Giờ này mà ảnh đi như vậy, rồi chừng nào ảnh mới về? Thì hồi nãy tôi cũng có nói là ổng đi sáng đêm, hơi sức nào mà hỏi làm chi. Có khi nửa đêm xỉn thì mới về, có khi đi chơi ghé nhà bạn ổng ngủ. Ảnh đi như vậy á, sức đâu mà đi làm ăn. Ôi, ổng sức cháu mà cô. Đâu phải một ngày mà ổng nhậu suốt luôn, 7-8 năm trời cứ liên tục vậy nè. Thôi bây giờ cô nghỉ đi, rồi sáng mai mình đi tìm, bảo đảm thế nào mình cũng tìm ra. Thôi bây giờ má con nghỉ một chút đi, ngày mai rồi tính nghe. Hai má con thức hết rồi hen. Thôi bây giờ mình đi nghe. Ủa cô ôm cái hộp gì vậy? Sao không để nhà đi ôm theo chi cho mất công vậy? Cái hộp này đựng đồ riêng của tôi, có tiền bạc chút đỉnh ở trỏng á, nên đem theo đặng gặp con Thu Ba, rủi họ có đòi tiền chuộc thì cũng có sẵn để trả cho họ. Hồi đó giờ cô luôn ở ngoài Bắc, rồi có về trong này lần nào chưa? Tôi ở ngoài trọn 14 năm, mới về lần này là lần thứ nhất đó. 14 năm ở ngoài đó hả? Về đây mới lần thứ nhất hả? Thôi đi, tôi không muốn hỏi gì nữa. Tới rồi. Bây giờ cô với cháu ngồi, hoặc là đứng ngoài này cũng được, tùy muốn đứng muốn ngồi, tùy hai người suy nghĩ hen, rồi bàn nhau ha. Tôi vô trong tôi hỏi thăm rồi lát tôi ra. Hôm nay con có giấy ba cho má con mình tìm được gặp chị hai, chắc bữa nay tìm được à má? Má cũng hy vọng vậy. Con giấy bữa nay mà tìm gặp được chị hai con xin tiền má, con mua cho chị hai một bộ đồ thật đẹp đặng cùng với con về thăm ông nội. Ông thấy sạch sẽ ông thương, con người nếu thương thì đâu phải vì bộ đồ, mà vì ruột thịt máu huyết thâm tình. Má ơi, lần đầu tiên về thăm ông nội, thấy vợ dai không nhìn, tụi con sẽ tủi thân. Kìa, chị hai ra kìa. Thôi cục ngồi rồi, bây giờ đâu còn ai nữa mà hỏi thăm. Chị sao vậy chị? Tôi hỏi ngay bà già gánh nước, bà ở tại đây gần 30 năm rồi. Bà nói là chị chính nô bà rằng già không là, có đứa con nuôi rất là xinh đẹp, vì chồng chết nên đã dọn đi lâu. Trời ơi, tôi hỏi dọn đâu bà nói là không biết, vì 7-8 năm thì để ý làm gì. Bây giờ thì chị nên hỏi kỹ tung tích nơi nào, mình đi tiếp giúp tôi để kiếm gấp giùm. Bây giờ có nước mình trở về nhà, rồi từ từ tôi nhớ xem. Chứ bây giờ tôi thấy cũng hết vương rồi. Má, con tìm được chị hai hả má? Không con ơi. Thôi, ai ngờ đừng có xúc động khóc giờ. Bình thường có chuyện buồn tôi không có khóc được, mà tôi thấy ai xúc động là nước mắt tôi chảy đó. Đi về, về đi rồi mình tính, đừng làm tôi xúc động, tôi xỉu hai người khiêng tôi về á.
lúc á tao kêu mày chứ đâu phải cứu thà đâu thò ló. Má con đâu rồi? Má con trả tiền xe ngoại á. Má con cũng rộng rãi quá ha, thì đi xe phải trả tiền chứ không trả tao quánh á. Con con ôm cái hộp á hả? Dì tưởng con quên. Má con nói trong hộp có tiền á, tiền nhiều lắm. Thành ra con coi chừng, cẩn thận. Hay đưa cho dì cất đi, chứ còn để hờ hỏng không có nên đâu đó. Dạ, để con đưa cho má con cất trong rương. Thì cũng được, mày tin má mày hơn tin tao thì đúng rồi. Mặt tao cũng gian quá phải không? Thôi cẩn thận nghe con. Thôi giờ để dì ra sau cái coi nấu cơm con ha. Chị hai, chị lấy tiền mua đồ ăn đi chị hai. Thôi thôi, trời ơi tôi có tiền. Chị lấy đi, không tôi ngại lắm đó. Tôi lấy tui... đi mà. Uống rượu mà không say nào hay. Trời ơi, uống rượu mà say mới hay. Ai uống rượu ai ra sao rồi? Bà có dắt cái cô đi tìm con nhỏ không vậy bà? Chứ không lẽ tôi chờ ông dắt. Tôi dắt đi một buổi sớm rồi còn dắt gì nữa. Rồi ha. Rồi có kiếm được không mà nói tôi nghe. Trời bà đi quá trời luôn. Đi tới đây mỏi vợ chân. Cuối cùng không thấy, không biết đâu á. Hiểu không? Mà bây giờ đâu có nói đây đâu. Ông biết rồi ông còn hỏi tôi gì nữa. Nghĩa là tìm chưa được không? Thì chưa. Hỏi thăm thì người ta nói là chị Chính Nô chỉ dọn nhà đi đâu mất từ hồi nào rồi. Mà cái đứa con nít rồi mà kiếm hoài không được. Biểu bà đi kiếm bốn ông tớ, bà đi kiếm lẹ lắm. Không chừng khỏi kiếm người ta cũng kêu bà tới nữa. Bậy nghe, bậy nghe. Bậy. Đừng có ăn nói bậy bạ. Bốn ông gì mà ông nói tôi kiếm? Không biết hả? Bà không biết hả? Bà giả mù nữa. Thì bà kiếm bốn ông tướng đủ màu, trắng xanh vàng đỏ, đẹp trai biết chừng nào. Nè, tôi đã bỏ từ lâu thì đừng có nói chuyện gì đâu. Đừng có trong tôi xả máu à. Ông mà còn ăn nhậu thì đêm này ngày nọ, sao không bỏ đi còn móc nguéo điều chi? Nguéo gì bà nói vậy? Nói thiệt chứ bà. Với cái cô đây nữa nè, tứ đổ tường có môn nhậu là vui vẻ nhất trên đời. Rượu tình nè, rượu nghĩa nè, rượu xã giao nè, rượu lót đường nè, rượu môi giới và chuyện làm ăn, rượu giao tiếp. Còn cái chuyện nói thiệt với bà, cái chuyện hối không phải hối hận. Chết cha, chút xíu nữa mình nói bậy rồi thấy không. Còn ông bà á, bà không có cờ bạc cũng nhiều chuyện. Cái chiều chuyện á nó nguy hiểm lắm mà, nghe không bà? Thôi 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 thôi, xỉn rồi đi ngủ đi, để chờ cô đây còn nằm nghỉ ngơi nữa. Tối ngày cứ đi theo thằng Châu thằng Phượng nhậu hoài, bực mình quá. Bực hả? Bà bực thì bà đấm vô ngực bà đây hết bực. Động chạm tùm bỉ tùm ba nói hoài. Thằng Hải thằng Liêm nó biết đờn, mà hả nó gài cái sông nhậu đờn và ca là một chút người ta đem gà vịt tới rần rần. Nhậu đờn ca mà có gà vịt đã lắm bà biết không bà? Còn đánh bài như bà hả? Cũng có người đem tới nữa bà. Đem cái gì? Đem xe cây tới đây hốt bà vô hộp đó. Bà thấy ăn nhậu không? Muốn ngồi đâu là ngồi, muốn nói gì nói thoải mái, không ai bắt lỗi hết trơn á. Sai là nhậu là không ai bắt lỗi. Còn bà đó, bà ngồi á, ngồi ngoài đường như tôi vậy được không? Trời ơi, đi tới đâu ngồi là phải cửa đóng then gài kín mít, không? Còn sợ bị sút nữa là khác nha bà. Thôi được rồi, bây giờ tiền ông nhậu á, tiền của ông nhậu đó sao? Để dành sửa cái nhà này mấy mươi đời rồi chứ để vết lủng lỗ tứ tung như vậy đâu. Không phải tôi không muốn sửa, bà đừng có nói cái câu đó với tôi không? Nhưng mà bà biết là dân nhậu không có thích nóng nực. Sở dĩ mà tôi không sửa là bởi vì sao? Tôi muốn để cho nó mát. Trời ơi, không tin bà hỏi mấy chiến hữu tôi có phải không? Đó bà hỏi thằng Châu rồi coi, đó là phải không? Trời, không coi có đúng không? Rồi bà hãy la tôi cho bà biết nha. Tại cái tháng này nó hơi nóng vậy thôi, chứ gặp tháng trời lập đông đi, bà tưởng tượng ở nhà mình giống như ở Đà Lạt.
trời ơi, trời ơi, trời ơi, không muốn nói gì với ông nữa hết. Thôi, mấy người nhậu nhẹt anh nói chuyện nhiều quá, hay quá, tưởng tượng quá. Tôi sợ chưa thành Đà Lạt rồi, đồ trong nhà nó không cánh mà bay hết rồi. Bà nín đi, bà đừng có nói nhiều và sửa lưng tôi. À, tôi cho bà biết nha, không? Đó là một kỹ thuật, biết không? Kỹ thuật gì? Trời ơi, bà không có hiểu gì, nghe tôi dạy nè. Bà nín đi, bà nghe tôi dạy nè. Không nói vậy, tôi nói bắt đầu kêu tôi đi hoài. Mình có biết mà. Thấy chưa, cũng tình tết nè. Nè, tôi giả giờ, muốn không? Muốn không? Giả tôi quánh lại, tưởng tôi nhìn nè. Chưa chắc là bà thấy cái tay này dơ, bà dơ muốn không nổi không? Xin lỗi bà. À, mình nhậu xỉn mà nói nhiều á, để cho hơi nó ra hết. À, rồi tỉnh lại, mà tỉnh lại nó thiệt với bà, tôi chấp không ai uống lại tôi hết trơn. Bởi vậy phải có chiêu, bà hiểu không? Đó, thằng Hải, thằng Liêm nó ngán tôi ở cái chỗ đó đó, bà hiểu không? Rồi, thôi biết rồi, nhây quá. Nãy giờ tôi đã nói là để cho cô với cháu ngủ, mà nói hoài, mà ông định ru, ông ru bằng cái lè nhẹ của ông hả? Nói hoài, nói hoài. À, bà nói đi, mấy người mà nói chuyện hoài, nó ít sai. Hơi rượu trong người, nó nóng nảy. Giờ nói chuyện hoài, hơi trong người nó bốc ra hết sao? Nói vậy cũng nói được à? Không nói được là mấy thằng thì kè, nó hút đã rồi nó không bao giờ nói. Nó kiếm chỗ kinh để tha hồn, kính chừng nào càng hay chừng này, bà biết không bà? Trời ơi trời. Còn uống rượu như tôi nè, thì biết bao nhiêu là bạn bè. Quá nhiều tài không mời mà nó cứ sát vô à. Ai kêu tôi đó rồi nó nhậu tịnh queo à. Chứ còn mấy người ác huyện á, kiếm cái hang kính để luyện cho thành tiên. Hay quá, hát hay quá. Bây giờ chịu đi ngủ chưa? Hay là chờ tôi nấu nước sôi tôi luộc? Thôi 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 thôi, cảm ơn lòng tốt của bà. Ăn uống gì nổi nữa mà luộc bà. Trời ơi, tôi luộc áo má. Tôi bực quá tôi luộc áo má. Trời ơi, tôi nấu nước sôi là để chế chế vô mình áo má. Tôi luộc áo má. Trời ơi, từ giờ tôi hẹn không cho. Giờ tôi lấy hơi lên, mà tôi lấy hơi lên. Tôi mệt. Bà tầm bậy, bà tính nước sôi bà luộc hả bà? Bà tạt luôn phải không? Bà dám không à? Tôi cho bà biết nha, nấu nước sôi là chế vô mình á, là chết ra bà, đừng chơi vậy á bà. Học. Thì ông đừng có lẹ nhè nữa đi, thì tôi không nấu nước sôi. Ý trời ơi chị hai, chị đừng có làm vậy nha chị hai. Cô thấy hồi nào mà tới giờ đó có con chó nào mà nó sủa mà nó cắn ai không? Nó hù vậy thôi, cái bằng chó hùa mà, chó hùa, sủa thôi, làm sao dám cắn. Bởi vậy tôi mới dí vợ tôi giống như là cái con... Con gì? Vợ. Làm dữ rồi, vợ, được không? Hèn, hèn. Cái con gì? Mà nè cô hai ơi, cô tính sáng mai cô về hả cô hai? Dạ, tôi kiếm không được con nhỏ, tôi buồn quá à, nên đâu ở lại làm chi? Ở dưới tàu cô mới lên, tôi coi cô có vẻ mệt lắm á, hay là ở đây nghỉ vài bữa cho nó khỏe đi, rồi cái đánh tứ sắc với vợ tôi vui vui. À không, nghỉ xin lỗi, tôi hãy về, chứ cho gấp ha, ở chơi ha. Vì mệt nên tôi phải về, ở đây rủi đau ốm rồi làm sao? À, đất Sài Gòn này thiếu gì thầy thuốc mà cô sợ. Tôi phải đi Sa Đéc gấp. Ở trên này nhờ chị hai dọ dùm tin tức con nhỏ dùm tôi. Hễ chị nghe tin nó ở đâu á, chị xuống kêu tôi. Tiền xe tiền tàu dù tốn bao nhiêu tôi xin trả lại cho. Chị xuống nhà mân chị hỏi thăm như vậy. Lò gạch ông hội đồng đạt á, thì ai cũng biết. Vô thẳng lò gạch này chị sẽ gặp tôi. Tiền bạc tôi tính lại với chị thôi. Lạnh như vậy thì về gấp mà làm chi? Lát lại vài ngày hết bệnh rồi phải đi. Kiếm con không gặp mà ở lại làm gì? Dạ để tôi về dưới, có chuyện gì chị nhắn tôi. Bây giờ vậy nè bà ơi, bà, tôi kêu bà đó, bà nghe không? Ở nhà coi một chút coi cô có bớt nóng đó.
bà nấu cháo cho cô ăn, bà nghe tôi nói không bà? Nha, rồi bà ngủ đi, khỏi chờ cửa nha. Tôi đi, nha, vậy đi, rồi xong. Rượu mà không say nào hay. Trời ơi. Rượu mà phải say thì mới say. Uống rượu ngủ bờ, ngủ bụi rồi mới giỏi. Thứ gì mà đêm nào cũng đi tới sáng. Đi riết có bữa cũng bị. Không lẽ bây giờ mình trù chồng mình mà không trù không được. Đâm chết chứ không phải giỡn đâu. Bây giờ tôi nấu cháo cho cô ăn nha. Để tôi lấy phước lại bị mới chửi chồng. Đừng nấu chị hai, tôi không đói đâu. Ủa, mà cái hột quẹt. Trời ơi, nhà có cái hột quẹt cũng bỏ theo. Thôi bây giờ để tôi lại tiệm mua. Chứ không có hột quẹt rồi làm sao mà nấu nướng gì được. Ủa, Tu Cúc, con chưa ngủ sao con? Sao hôm nay buồn quá, con ngủ không có được. Con nhớ ba quá à. Nó bớt nóng chưa má? Má bớt rồi. Nè, con lấy chìa khóa, mở giỏ sách, lấy một viên ký linh cho má uống. Trong giỏ có cái ve nhỏ đó con. Dạ, má nằm nghỉ đi má, để con lấy cho. Đây má, có nước luôn nè má. Má uống đi má. Dì hai đi nãy giờ chưa về hả con? Dạ thưa chưa. Bộ má muốn ăn cháo sao má hỏi dì hai? Không, má thấy đi lâu cho nên hỏi em vậy thôi. Má nóng lạnh như vậy, sáng mai làm sao về nhà ông nội được? Để khuya coi má hết thì đi. Còn như đi không được á thì phải ở nán lại đây một bữa nữa. Má mạnh mau đi má. Má mạnh đặng má dẫn con về Sa Đéc. Con nóng nảy lắm, con muốn thấy mặt ông nội con, để xem có thương con cỡ nào cho biết. Ông nội chịu nhìn, con sẽ nói thiệt hết. Chắc ông nội sẽ sai người đi kiếm tìm cho được chị hai con. Má lo ngại lắm con à. Nấm đột bức đi, không lẽ không đau lòng? Thằng Mẫn Tàu cũng phải đau lòng vô. Chặt nhánh lìa cành, máu không hy vọng gì. Ba má ở nhau ông nội không nhận nhìn. Thì với con ông nội làm sao nhìn được? Ba má ở chung rồi mới thua với ông nội sao? Thì bảo sao ông
liền. Ủa, cô bớt nóng lạnh rồi hả? Thôi thôi, để tôi vô nấu cháo cho cô ăn cho mau hết bệnh nghe. Đừng chị hai, tôi bớt bớt một chút à, chứ ăn uống gì được mà nấu. Chị đi mua hộp quẹt sao mình đi lâu quá vậy? Ừ, tôi nói là lại tiệm mua rồi về liền, kẻo cô ở nhà một mình cô buồn. Không ngờ cái tôi gặp Tư Ú, nó nói dòng do thế kia. Nó nói mà tôi không nói, nó tưởng tôi canh. Tôi nói, bắt đầu tôi nói nữa, tôi nói hồi nó sợ. Nó sợ nó bỏ đi rồi tôi đi về. Dạ thôi, đó, cho nên bây giờ mới về được nè. À, cô à, cô ơi, cô nói là cô có thuốc kỳ ninh, sao cô không uống thử coi? Hồi chị đi, tôi đã uống rồi. Ủa vậy hả? Sao cháu chưa buồn ngủ hả cháu? Dạ tại con buồn, con nhớ ba con nên con đâu có ngủ được đâu. Thì má con bệnh, con nên thăm chừng má con nghe. Nếu mà nóng quá thì nên uống cái thêm viên ký ninh. Dạ thuốc này không nên uống nhiều, khi nào làm cứ mới uống mà thôi. Thôi, thôi bây giờ á, má con cũng mới bớt bớt chút bệnh, cho má nghỉ một chút đi nghe. Bây giờ cô nè phải đi tìm, đi tìm cái thằng cha quỷ ngủ bờ ngủ bụi đâu rồi nghe. Nghe con, đóng cửa lại nghe. Đi à, chúc hai má con nghỉ khỏe ha. Ý trời ơi, cái giỏ sách tôi ai lấy đâu mất rồi? Trời ơi, sáng sáng bao nhiêu tôi dồn vô trong đó, cái giỏ mất, chắc mẹ con tôi phải chết quá. Chị hai ơi, chị ơi, ai lấy cái giỏ sách của tôi đâu mất rồi? Chắc tôi chết quá chị hai ơi. Chị ơi, chị hai ơi, chị hai ơi. Cái gì đó? Cái gì? Chuyện gì hả? Cái chuyện gì đó? Chị hai ơi, ai lấy cái giỏ của tôi mất rồi? Cái gì? Mà, để tôi kiếm kỹ lại coi. Trời đất ơi, trời đất ơi, hồi tối hôm qua bị trộm cắt dép rồi đây nè. Trời ơi, để tôi coi, tôi coi nó có lấy đồ gì của tôi hay không nữa. Trời đất ơi, trời đất ơi, nó lấy cái áo của tôi nữa rồi. Trời ơi, gia tài có cái áo mà nó cũng không chừa nữa. Con ơi, chết rồi con ơi. Gì vậy má, sao má khóc vậy? Mất cái giỏ đồ của mình rồi con ơi. Mất hết rồi. Mất cái giỏ đồ, mất hết đồ đạc, làm sao mình về ông nội được má ơi? Má ơi. Mất nhiều không vậy cô? 5 đôi vàng với 1.400 đồng bạc để trong hộp cẩn, tôi đếm hồi sớm mai chị ngó thấy đó. Mất hết rồi. Mất cẩn quá à. Sao không để trong mình mà lại chi ở trong giỏ? Báo hại quá à. Thôi thôi, cô ở nhà đi, để tôi đi kiếm cái thằng Mắt Phong đó, đặng về đây, đặng mà nó kêu ông Biển Tây, ông mau đến đây. Phải chi mà ông ở nhà ngủ thì đâu có xảy ra cái chuyện này. Khốn nạn, tối ngày khi đi uống rượu sai không có giúp gì được cho ai. Cô cứ ở nhà, tôi đi tìm mới được, để mà nó phanh cái vụ này. Mẹ con mình chết đói khổ lắm con ơi. Má đành bỏ tay, từ lâu má chẳng chiêu dành dụm để dành nuôi con, bây giờ phải trắng tay. Lỡ mất rồi má đừng buồn làm chi. Ông nội con giàu mà có một mình ba con. Ông nội con chịu nhìn con là cháu nội, thì tiền bạc thứ chi 10 lần này cũng được. Má buồn mà thanh bình. Má tính về tối Nha Mân, mình xin vô ở mướn với ông nội, đặng lần lần cho ông nội thương. Nếu ông nội chịu nhìn thì mình sẽ nói thiệt. Má con mình đến Nam Môn thì đâu có cần vàng bạc. Có vàng mà mình đâu có dám đeo, có bạc không dám xài. Giàu có hay không cũng vậy. Má đừng buồn nữa nghe má. Không chừng trời khiến mình bị ăn trộm như vậy,
mình mới gần được ông nội. Má đừng buồn nữa nghe má. Bây giờ mình còn có 12, 13 đồng à, mà má đau nữa. Biết có đủ tiền về tới nhà mừng không? Về dưới rồi má còn ngại lo. Ông nội con không cho ở, mà mình hết tiền thì phải làm sao? Như vậy còn khốn biết bao. Má đừng lo, con sẽ giúp che ông nội. Nếu không thì má con mình đâu cần thân quyến thăm tình. Đâu sợ chết đói đâu má ơi. Xin má đừng có lo nghe má. Sợ là sợ má còn đang bình trong mình, sức đâu mà làm bây giờ. Má ơi má đừng lo sợ, không ai chết đói đâu má lo. Về lẹ đi, về lẹ đi, về đặng coi đây nè. Mà bà lối đâu vậy bà? Đi, đi vô đây. Đâu, ăn trộm chỗ nào, ăn trộm chỗ nào? Đây, đây nè, nó cắt đâu? Một cái lỗ vách lớn quá chừng đây nè. Đâu. Trời ơi, con này thiệt là cả gan mà. Nó dám gió tới nhà tôi chứ. Để rồi tụi mày hả? Để rồi tụi mày coi tôi hả? Coi ông nhậu á hả? Phải chi mà ông ngủ ở nhà thì đâu có đánh nổi gì đâu. Bà nói kỳ quá. Nó ăn trộm cái vỏ của cô phải không cô? Phải không? Nó ăn trộm cái vỏ của cô phải không? Mà tôi hỏi cô, cái lúc mà lúc cô bị mất á, lúc đó là cô thức hay cô ngủ vậy? Trời đất ơi, sao mà nói chuyện mà lãng giang quá vậy biết nữa. Thức thì làm sao nó dám ăn trộm? Bà này kỳ quá. Sao bà cứ chọt chọt vô hoài bà? Để tôi hỏi đàng hoàng coi. Bà cứ chỉa vô hoài à. Nói hoài. Còn thức mà nó cũng lấy như thường. Nó chỉa dao rồi nó lấy rồi, rồi bà dám lao. Wow. Nè cô, cô hỏi con à, hồi mà nó trộm cái vỏ của cô á, lúc đó mấy giờ cô biết không? Trời đất ơi, sao mà ông vô duyên quá vậy ông? Đang ngủ mê nó mới dám trộm, làm sao biết mấy giờ? Trời ơi, thấy không, cũng vậy nữa không? Chọt chọt cho hoài đó không? Bà vô duyên lắm ha bà. Bà chết gian đó bà biết không? Biết mấy giờ đặng mà mình dễ tìm kiếm có cái nhóm nào nó lấy. Nhóm thằng mót hay là nhóm thằng tuấn lộ, hiểu không? Nè cô ơi, cô nhớ lúc đó cô nhớ kỹ cái khoảng cô bị mất đó là khoảng mấy giờ hả cô? Tôi bị nóng lạnh nằm mê man, chừng 4 giờ tôi thức dậy, tôi thấy mất hết cái vỏ, tôi mới hay. Rồi, vậy là khoảng 4 giờ phải không? Vậy là cái nhóm này là không biết thằng Hải, thằng Liêm nó biết không, biết rồi cả. Có gì mình hỏi nó coi. Không biết. Còn có bà này nè. Bữa bà chết đi sao mà bà ngủ cái gì mà ăn trộm nó khoét vách mà bà không hay mà nói tôi nghe coi bà. Trời, quê là cái tự nhiên quay lại làm bộ rầy tôi cho đỡ quê hả? Ông rầy tôi lãng nhách nghe chưa? Sao lãng? Đêm nào cũng đi sáng đêm. Sao không giỏi nhà mà rình đi? Thôi bà nín đi bà. Nín cái gì? Nói vậy không phải bà nói cái dễ nổi máu không à? Hả? Hả? Ông bà gì? Hãy thất á là không cờ bạc à, cũng là nhiều chuyện. Nằm xuống ngủ như chết rồi. Nè, ông mới nghe chưa? Sao? Tôi bỏ cờ bạc lâu rồi nghe. Thật không vậy? Còn chết á là ông chết á. Sao? Nhậu là có ngày chết bờ chết bụi chứ coi. Con ma men. Thấy không? Rửa nữa thấy không? Bà rửa phải không? Ê, rửa hả? Thấy được ông làm gì? Ông làm gì? Quánh tôi hả? Trời ơi, tôi chưa đánh rồi, đánh rồi rồi. Thấy chưa? Hung dữ ha. Tôi quánh ông nào, tôi lấy tay con, tôi quánh ông chứ tôi không quánh ông. Thì vậy là trật cái bà đánh rồi. Đánh ha, thấy tôi đứng hung dữ rồi đánh rồi ha. Dạ thôi anh hai, tôi mất vàng bạc nhiều quá. Anh hai làm ơn đi cứu bốt giùm. Coi có bắt được ăn trộm, đàn em xin lại chút đỉnh gì không? Để tôi tính cho. Thằng nào mà dám rớ tới tôi là nó phải chết. Để rồi cô xem. Đúng rồi.
Cô ráng mà chờ xem ổng. Xem uống rượu thì có à, bảo miệng ra là bà móc ổng không. Trời ơi, tôi nhìn hết nổi rồi trời ơi. Bà khóc bà tưởng mình lung lạc được tôi hả bà? Lấy ông bao nhiêu năm rồi, bây giờ tôi mới khóc thành tiếng đây nè. Khóc nữa đi em, khóc nữa đi em. Đuối nữa. Trời ơi, ai xui khiến làm chi mà chỗ tôi gặp ông chồng say xin. Hết lúc lên cơn bị tấn rồi tới cơn say nó hành hạ suốt đêm ngày. Đã ba phần hồng nhan mà nhan sắc còn bị lưu đày. Phải chi thằng mập thương tôi thương lại. Tôi thương lại nó từ trước thì đâu có lấy ông mà nhậu suốt ngày đêm. Được, tôi nhậu là tại vì tôi thích nhậu. Được, vậy thì tôi với ông chắc phải đoạn tiền từ đây. Chứ ở với ông sai hoài không lo lao động. Trời ơi, không lo làm ăn chi hết. Cho nên mấy năm nay tôi quá mỏi mệt. Thôi thì ông cứ nhậu và trúng gió chết cho rồi. Lâu lắm rồi mới nghe bà nói câu nghe được đó. Ê, bà nói tầm bậy, bà chúc tôi về nhậu chúng chó chết phải không? Vừa phải nha, bà nói tầm bậy là bà nè. Gặp bà giờ. Tôi xin chúc cho ông thành người tiếng cổ. Mau xuống âm ti đi cưới vợ sang giàu. Cái đó được đó. Ý, âm ti. Tôi sẽ đốt giấy tiền vàng bạc cho anh thoải mái ăn. Chứ ở dương gian anh đối với tôi thật là tàn nhẫn. Không lo việc gia đình tôi sáng xỉn chiều say. Bà nói thằng mập nó thương bà hả? Ờ phải rồi. Thằng Kiến cái gì? Chắc tôi biết nó rành quá mà. Phải nó đẹp trai hơn tôi rồi. Nó đào hoa, nó đào hoa. Ôi đào hoa, đào hầm, đào đất hay đào đường gì thì cũng được. Chứ còn hơn là gặp thằng sai, nên đào mỏ thì càng nguy hơn. Có bao nhiêu tiền phải đưa nó nhậu sạch trơn. Còn bị đánh đập phải lòi tiền tiếp cho nó nhậu nữa. Bài học tình yêu đó em. Bà con lôi sớm không chạy lại càng cho kịp. Nghề thân phận của mày tao bẻ nát. Ta hả, bữa nay mày ngon ha, dám kêu mày ha. Nè cô, dập nó, có chưa mình dứng là tôi dập nó này luôn. Trời, thôi, thôi mà anh hai, cho tôi can đi. Cô sẽ ra đây. Chị can không nổi, cái trận chiến này nó thầm lặng lâu rồi. Lặng hả? Bữa nay tao cũng chơi hết máu với mày luôn. Tao không cần quánh mày. Mà tao sao biến cái đầu mày thành cái sân banh, tao cho mấy đứa nhỏ nó mượn nó ra banh nhau. Biến gì này? Mày, cái đầu mày bây giờ không cần dao cạo, tao lấy nhíp tao nhổ cũng sạch rồi mày. Mày còn có mấy cọng tao. Mày hả? Mày hả? Trước tôi thấy chưa? Tôi đánh trước ha. Mang tao vô lại nè, tao vô bài bản mày biết tao. Vô hả? Vô. Đánh trước tao thấy không? Hai cái nè, tao búa lại. Mày múa đi, tao quánh con đứa nào đâu. Mày. Nó đánh tôi hoài rồi đó. Trời ơi, thôi mà, cho tôi can đi anh chị ơi. Quánh mày lần cuối nè. Cái này nặng hơn nè. Trời thôi, thôi, thôi mà, thôi mà anh hai. Tôi thấy nhiệt tình của anh chị, em cảm ơn nhiều lắm. Thôi, trời cũng sáng rồi, để mẹ con em tranh thủ về dưới cho sớm. Cô không nán lại vài ngày để coi cái vụ này sao hả cô? Tôi thấy không có hy vọng gì đâu. Phần tôi cũng hết tiền rồi, nán lại cũng kẹt lắm. Dạ thôi, cứu anh nghe. Em đi, mình đi con. Thôi đi đi, tôi cũng tội nghiệp quá rồi, thôi em đi đi. Bây giờ tôi cũng đang rối rắm quá rồi. Tôi nhớ lại rồi, sao kỳ vậy cả. Bài bản của mình đúng chiêu lắm mà sao mình múa đâu vô đó hết trơn nè. Một nè, hai nè, thấy chưa, ba nè, từ dưới móc lên nè đàng hoàng. Sao ủa sao bị vô ba cái ra đầu lận. Cái này là không linh rồi, không được. Tức con nhỏ này quá, tim nó đã ồ.
kêu cửa đi má. Đúng là nhà của ông nội rồi. Nè, con đừng có nói bậy nghe. Má đã dặn con rồi, mà cứ kêu là ông nội hoài à. Bây giờ ông nội thương mình rồi mà. Làm sao con biết thương? Con đừng có trộn rộn, để má lo liệu. Má biểu làm sao á, con phải làm vậy nghe không? Giỏ đồ bị mất thiệt là hại. Tiền bạc quần áo mất thì không sao, ngặt khai sanh của con á, với hung thú của ba má mất, bây giờ biết làm sao đây? Nè nè nè, mấy người đó đó, đứng đó làm cái gì? Làm gì mà đứng trước cửa ngó vô ngó ra vậy? À, dạ thưa chú, à, phải nhà ông hội đồng đây không chú? Hả hả hả? Ăn mặc dày mà hỏi ông hội đồng nữa. Hỏi làm chi vậy? Ờ, dạ, mẹ con tôi nghèo khổ, không có chỗ làm ăn. Nghe nói ông hội đồng giàu có mà lại nhân đức. Dạ, nên mẹ con tôi đến đây xin ở làm công việc cho ông mà nhờ hộp cơm dư. Không biết có ông hội đồng ở nhà không chú? Có, mà không có được đâu. Ông nhân đức thì nhân đức, nhưng đâu phải ông nhân đức rồi nuôi hết thiên hạ đâu. Nếu ông nuôi hết người nghèo như chị vậy, thì ông phải cất mấy chục căn nhà mới đủ cho người ta ở. Không có được đâu. Nhưng mà chị ở đâu lại đây vậy? Dạ, tôi ở Vĩnh Long. Chà, xa dữ heo. Bộ ở dưới không ai thèm mướn sao lên tới đây vậy? Ờ, dạ, dạ cũng có. Nhưng tôi nghe nói trên này thiếu người nấu ăn nên tôi mới lên đây. Trời 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 trời, ai nói chị, ai nói thiếu người nấu ăn mà chị muốn nhào vô? Chớ vợ cô chi không lẽ nó chết rồi? Bộ chị muốn vô làm rồi chị trù cho nó chết à? Dạ, tôi trù hồi nào, tôi nghe nói vậy thôi, chứ đâu có dám trù ai đâu. Chị nghe lầm chứ trong nhà thiếu gì người làm công, mà người lạ không có món đâu, chị đừng có mong. Dạ tôi xin vô, để lại ông hội đồng, làm bất cứ gì chị miễn có cơm ăn thôi. Tôi nói không được là không được, lì quá à. Hổm rày ổng đang rêm mình đó, cho chị vô lộn xộn tôi bị rầy làm sao? Thôi, tránh ra đi, đặng cho tôi đóng cửa lại. Chú làm ơn làm phước cho mẹ con tôi vô ở dưới bếp cũng được mà. Chừng nào giáp mặt ông, tôi bẩm. Nếu ông không chịu mướn á, thì tôi sẽ đi. Không được, không được, đi. Trời ơi, sao mà chị nhây quá vậy? Tôi nói không được mà cứ đứng án cửa hoài. Xê ra cho tôi đóng cửa lại, lẹ đi. Chú ơi. Đi. Chú ơi, ông đau sao vậy chú? Hỏi chi vậy? Bộ chị làm thầy thuốc hả? Chị hốt thuốc được sao mà chị hỏi? Dạ, tôi hỏi cho biết vậy thôi. Thôi thôi, chị cứ nói hoài tôi mệt quá. Đi. Nè, ông hội á, ông cử ai đứng trước cửa lắm, xui lắm. Đi. Trời ơi, đi. Tôi đóng cửa kẹt tay chị bây giờ. Đi. Chú. Đi. Ông mà thấy ghét nhà của ông nội tôi mà ông cho tôi vô thì là tốt quá. Thôi con, má con mình đi đi con. Dì đi đâu đây? Muốn làm gạch với con không? Dì muốn làm lắm chứ, nhưng mà không biết người ta có mướn không vậy cháu? Mướn chứ sao không mướn. Cháu bao nhiêu tuổi mà người ta mướn vậy? Dạ cháu 14 tuổi. Không biết họ mướn một ngày bao nhiêu vậy cháu? Dì hỏi bà Sáu á, cháu phải đi nhò đất. Dạ thưa bà, dạ tôi muốn làm gạch quá. Không biết họ có mướn không vậy bà? Mướn chứ, mướn chứ sao không mướn. Dạ không biết họ mướn một ngày bao nhiêu vậy bà? Hồi trước tới giờ đâu có lò gạch nào mà mướn ngày đâu. Làm tâm làm thiên thôi à. Làm tâm nào tính tiền tâm đó, làm thiên nào tính tiền thiên đó. Dạ, làm 100 là bao nhiêu tiền vậy bà? 100 hả? Khỏe thôi, 100 gạch cắt cho nhiều. Đại tiểu cũng vậy, còn ngói 100 thì cắt 2. Dạ, vậy một ngày bà làm được chừng mấy trăm? Không chừng đâu cô ơi,
ôm đất nhồi đất thì lâu, chớ in thì lẹ lắm. Nếu trời nắng một ngày dài trăm, tôi làm đây mười mấy năm rồi đó. Dạ bà làm đây rồi anh ngủ nơi đâu? Đó dãy nhà lục sục công nhân trú ngụ. Dạ còn ở xa như thế nào? Cũng ở luôn đâu có gì. Ủa mà cháu ở đâu lại muốn tới đây làm gạch? Dạ tôi ở dưới Vĩnh Long á, chồng tôi mất bỏ mẹ con tôi bơ vơ nên tôi muốn lên đây tìm việc làm. Chồng của cháu hồi trước làm nghề gì? Dạ chồng tôi cũng làm nhiều nghề lắm. Hồi trước làm dạ làm lính mã tà. Hả? Dạ rồi sau làm sớt phơ. Chết hồi nào? Dạ dạ mới chết đây. Mới chết hả? Hèn gì thấy mặt buồn quá. Nếu không có việc làm ăn thì cô cứ ở đây làm gạch. Làm gạch cũng không có khá gì mấy, nhưng mà đủ ăn, coi như khỏi đói vậy thôi. Dạ tôi cũng muốn làm lắm, ngạch gì trước giờ tôi chưa có làm, không biết có làm được hay không. Ôi có khó gì đâu, coi người ta làm mình bắt trước làm theo. Lúc đầu làm ít thể quen tay thì làm nhiều. Đừng lo tôi sẽ chỉ cho, cháu đừng có ngại cứ ở đây mà làm. Hay là cháu phụ với tôi nè, chừng tính tiền tôi sẽ chia ngay cho. Dạ nếu được vậy tôi cảm ơn quá chừng à. Nhà bà ở đâu bà làm ơn làm phước, cho mẹ con tôi ta tốt chung nhau. Có gì đâu tôi một già một thân, cứ vô ở đó cháu đừng có ngại gì. Dạ vậy bà làm ơn giới thiệu cho tôi làm, tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Ôi cảm ơn hoài, cảm ơn cái con khỉ gì không biết. Cái nghề này khỏi cần giới thiệu, mình báo với chủ là vô làm à. Dạ nhà bà ở đâu vậy? Ủa hồi nãy tôi quên chỉ ha. Đây nè, thấy cái nhà lớn không? Thiệt là lớn đó thấy chưa? Dạ. Đó vô trong đó sao cái nhà lớn có cái chòi. Đó đi, thôi đi theo tôi đi, sẵn vô tôi chỉ cho luôn ha. Em về nhà bà Sáu ở đặng làm gạch phải không? Ờ tôi ở đây đặng làm gạch với má tôi. Được, ở đây làm chơi tôi dạy giùm cho. Mình ôm đất vô mình nhồi rồi mình in chứ có khó gì đâu. Chị em mình chơi với nhau nghe. Nhà chị ở đâu vậy? Ờ trên kia kìa. Cứ về nhà bà Sáu ở đi, bữa nào tôi dẫn lên tôi chơi. Thôi đi cháu, nhà tuy nhỏ nhưng mà ở tạm được mà. Đó nhà của dì à, thấy sang không? Dạ nhỏ như vậy mẹ con tôi ở đây cực cho bà lắm. Ôi trời ơi, ăn nhiều chứ ở nhiều. Tối hai mẹ con cứ ngủ ở trên chõng nè, còn để tôi hạ thổ cho. Bà Sáu có đủ gạo nấu không bà Sáu? Có đủ mà cháu. Nếu đủ bà làm ơn nấu cho mẹ con cháu ăn với. Chẳng giấu gì bà, tôi nghèo quá à. Trong túi chỉ còn 5 cắc mà thôi. Tôi đưa hết cho bà giúp. Tôi làm gạch được bao nhiêu dạ tôi đưa cho bà hết á. Thôi thôi cháu không tiền, cháu hãy cất đi, để mỗi buổi sáng cho con nhỏ ăn hoàng. Còn nó con nít sáng nó phải ăn, còn gạo ở nhà thì cũng còn dư mà. Dạ không được đâu, bà hãy cất để mà mua gạo. Bà không lấy mẹ con tôi ăn không ngon, hoàn cảnh mẹ con tôi thật quá nghèo, xin bà hãy nhận cho tôi vui. Ây cha, cực chẳng đã tôi mới nhận cái tiền này à nha. Thôi cháu hãy lên nghỉ đi. Đi, đi ôm đất với tôi chỉ cho làm. Má, con đi ôm đất cho má làm nha.
để vậy mà ôm. Có lắm mà chiều về mình giặt. Chị tên gì? Tôi tên Nuôi, 14 tuổi. Còn em? Tôi tên Cúc, 13 tuổi. Nhỏ hơn chị 1 tuổi. Hai đứa mình làm chị em với nhau nghe. Ừ, chị lớn hơn tôi thì chị phải kêu tôi bằng em nha. Ừ. Chị còn cha mẹ đủ không chị? Cha tôi mất rồi, tôi còn một mình má thôi. Chị cũng như tôi. Má chị làm gì? Có làm gạch ở đây không? Hồi trước cũng làm gạch, nhưng mấy tháng nay má tôi hay đau yếu, phần nóng lạnh không dám dầm nước, nên ở nhà làm bánh ban thôi. Làm bánh? Mà bánh gì? Không biết chừng. Bữa thì bánh nứt ra gai, bữa thì xíu nước, bữa thì chè bố khoai. Tại vì em biết làm giỏi như chị, em không cho má em làm cực khổ tâm thân. Có gì đâu tôi sẽ dạy chị làm. Tôi nói rồi, chị gọi tôi bằng em. Mà sao chị cứ gọi bằng chị hoài? Ý quên, tôi chỉ kêu bằng em. Thôi ôm đi em, ôm như chị vậy nè. Dạ. Ôm đại đi, ôm đất mà sợ lắm tay thì sao ôm được. Em ráng mà làm. Em có má em ôm đất cho má em nhồi in thì má em làm được nhiều lắm đó. Má em làm chung với bà Sáu. Có bà Sáu nữa thì chắc lãnh thì nhiều lắm hả chị? Chứ sao. Ôi trời ơi, cháu ôm như vậy rồi biết chừng nào mới đủ làm. Rồi, có tiếng kẹn báo nghỉ trưa. Thôi về lo cơm nước cháu ơi. Thôi Cúc con, mình về. Bữa nay bà Sáu làm muối tiêu. Bà Sáu bỏ tiêu ít ít nhen, bỏ nhiều quá căng hỏng có được. Ê quên. Quên, cháu đâu có ăn tiêu nhiều được mà bà lỡ bỏ rồi. Thôi để bà lại quán bà coi có gì bà mua cho cháu ăn ha. Con ôm đất mệt không con? Mệt mà làm vui quá má ha. Hồi nãy má thấy chị Nuôi không? Chị thương con lắm, con cũng thương chị nữa. Chị Nuôi nào? Chị Nuôi dạy con ôm đất đó, cứ theo nói chuyện với con hoài ha. Té ra cái con nhỏ đó là con Nuôi hay sao? Dạ phải. Con của ai vậy? Con cũng không biết nữa. Chị nói nhà chị trên kia kìa, má chị bán bánh á. Con phải nhớ nghe, ai có hỏi thì con phải giấu, đừng có nói thiệt là con của ai nghe không. Con cứ nói ba của con hồi trước làm shipper nghe không. Hồi sớm mai á, thình lình chị Nuôi hỏi tên con. Con nói thiệt, con tên Cúc. Con đã lời, có sao không má? Không có hại gì, miễn là con á, đừng có nói chuyện gì thôi, đừng dính tới ba con. Con nên kín miệng đừng tiết lộ ông nội, ba con mình bị đuổi đi lại càng khổ thêm. Bà Sáu ở đây coi bộ tư tế quá hả má? Mình ở đây làm, chắc nay mai mình cũng sẽ gặp ông nội chứ gì. Nghe nói ông nội con đau, đi đâu được mà gặp. Ông đau rồi, vài bữa ông cũng mạnh chứ gì. Để ông mạnh, ông lại lò gạch, con theo o bế ổng. Ổng thương con cho má coi. Rồi, khô cá sặc ngon lắm. Mẹ nó đem nướng đi cho nó ăn. Ôi mà thôi, để dì nướng luôn cho. Sẵn dì xới cơm luôn. Má ơi má, dì Nuôi tới nhà mình kìa má. Con nhỏ này, con của ai đâu mà coi ngộ quá chứ. Con này là con của chị Chính bán bánh đích tầng ở trên kia kìa. Nó có mẹ con à, mà sao bà bệnh hoài không biết. Má con này làm giỏi lắm đó nghe.
em ăn đi. Chị một trái, em một trái, chứ chị đưa hết cho em, rồi chị còn gì đâu để ăn. Chị ăn rồi, cái này là chị để phần cho em. Em ăn hết đi. Mận đâu, chị có vậy? Mận của nhà chị trồng. Nhà chị có trồng mận nữa hả? Có, nhà chị có quýt nè, dừa, chuối nữa. Bữa nào rảnh chị dẫn em qua nhà chơi. À được, mà má chị có rầy không? Không, mình chơi chứ có làm gì đâu mà rầy. Thôi tụi con ơi, chuẩn bị vô ăn cơm. Dạ. Lò gạch này của ai vậy bà Sáu? Của ông hội đồng á. Nhà ổng ở cái khúc quẹo đó. Cháu có thấy nhà đó. Chắc ổng giàu lắm hả bà Sáu? Mỗi tuần đích thân ổng đi phát tiền hay là sai ai? Có khi thì ổng đi, có khi thì ổng sai tài phú ổng đi. Chuyện này mình cũng không cần biết để làm chi. Miễn mỗi tuần có người xuông phát lương, tính số gạch, tá tiền đủ là được. Không biết ổng già hay trẻ vậy bà Sáu? Ổng chắc độ chừng trên dưới 60 vậy. Sức lực còn khỏe nhưng con người kém vui tươi. Ôi mà giàu như vậy thì giàu đế mà làm chi? Giàu như ổng cũng không hơn gì tôi được. Sao vậy? Vì ổng giàu mà quạnh hiu có một mình, không có con cháu chi hết cũng khổ thân. Đó, cháu thử nghĩ coi ổng hơn gì tôi được. Có tiền, giàu có để mà làm chi? Giàu mà khô khan giống như cây khô giữa đồng tóc. Nghe nói ổng có người con trai là con một. Ôi, cái thằng kia nó có vợ nhưng mà ổng không có nhìn. Mà thằng con nghe nói cũng chết lâu rồi. Cháu thấy giàu như vậy thì giàu để mà làm chi? Dì cũng rành gia đình ông hội quá chứ. Rành chứ cháu. Hầu như trọn cuộc đời dì đã gắn liền với cái lò gạch như hình với bóng. Sự sống cô đơn không cháu không có đã làm cho dì buồn tuổi còn hơn là cây khô nơi đồng trống quang tàn. Trong bà con quyến thuộc trong nước tình cảm với xóm làng, vì hễ sáng ra là cứ gạch với ngói, có lần la bao giờ tới nhà ai đâu để mà tìm chút đỉnh tình thương. Vì thế mà lò gạch này dì dái mượn để tựa nương, nhờ có nhiều người mà dì cũng đỡ cơn buồn tuổi. Việc trong việc ngoài dì của ông hội đồng thì dì cũng được tin tưởng, nên chuyện gia tế cầu hiến dính dì cũng hiểu đuối phần. Nghe nói cậu Nguyễn Vinh có vợ không được sự đồng ý của ông hội, và bây giờ thì cậu Nguyễn Vinh đã chết rồi phải không gì? Cháu biết không, gia đình người ta là gia đình danh giá, muốn cưới vợ thì phải rộng rã dễ dàng chứ. Đã là hội đồng mà cả dùng ổng là người giàu sang, không lẽ lấy vợ âm thầm thì còn gì là danh giá, thấy không? Nhưng sau khi được tin cậu Hiền Vinh đã chết, tâm hồn ổng như mất rồi, vì không ai nói dòi tâm. Hối hận thì đã rồi, chớ biết làm sao hơn. Muốn tìm lại nguồn an ủi thì cũng đã muộn rồi. Âm thầm lặng lẽ ra vô, không người thừa kế chỉ vui cùng kiên qua. Đêm về vẫn cứ giàu ra, lại trời giấy đất nhưng mà có dời. Em ơi, bộ ông hội đồng hết đau rồi hay sao mà bữa nay ổng xuống lò gạch kìa? Ủa, sao em mới nghe ông hội đồng vô lò gạch mà mặt mày em tái mét vậy? Ổng đi coi vậy chứ
ổng đâu có rầy rạ gì đâu mà em sợ. Không phải sợ chị ơi, mà em tủi lắm. Ủa, cháu này là con của ai? Cháu làm ở đây được bao lâu rồi? Có đứa nào ăn hiếp hay sao mà cháu khóc vậy? Dạ thưa bẩm ông, nó có hai mẹ con ở dưới Vĩnh Long á, lên đây để kiếm công ăn chuyện làm. Tôi thấy mẹ con nó nghèo quá à, tôi thương, nên tôi nuôi đặng rồi phụ làm gạch với tôi cũng được gần tháng nay rồi đó ông. Vậy chứ cha cháu ở đâu mà bỏ mẹ con cháu bơ vơ vậy? Dạ thưa cha cháu chết rồi. Chết hồi nào? Dạ thưa, chết năm 6 tháng này. Cha cháu hồi trước làm việc gì ở đâu? Dạ thưa, làm shop ở dưới Vĩnh Long á. Cháu ôm đất cục khổ nên cháu khóc, hay là có việc chi khác hay không? Thưa ông, không phải ôm đất cực khổ mà khóc. Vậy chứ tại sao cháu khóc? Thưa ông, cháu khóc là vì cháu buồn quá, vì má cháu đau nhiều mà không có tiền gước thầy cho má cháu uống thuốc. Cháu sợ má cháu chết nữa rồi bỏ cháu bơ vơ một mình. Cúc em, chị nghe chị cũng buồn quá à. Một đứa khóc là tao chịu không nổi rồi, mà phải thêm một đứa nữa rồi làm sao tao chịu nổi. Má cháu bây giờ ở đâu? Dạ ở đằng trời bà Sáu á. Chỗ nào đâu, cháu dắt ông lại đó coi. Em dắt ông đi đi em. Em đừng có khóc nữa. Em khóc với chị buồn lắm. Không biết chừng ông thấy má em đau, ông cho tiền hút thuốc uống vài bữa là mạnh chứ gì. Cô em đau làm sao đó? Dạ thưa ông, con bị làm cử rét. Mỗi ngày mới có cử hay là ngày có ngày không? Dạ thưa, bữa nào cũng có, hễ buổi sớm mơi á thì nằm vùi. Cô uống thuốc gì không? Dạ thưa không. Thưa gì? Ông là ông hội đồng chủ lò gạch này đó. Trời ơi, cô em gốc ở đâu? Dạ thưa ông, con ở Vĩnh Long. Ở dưới Vĩnh Long mà lên trên này làm gì? Dạ thưa ông, chồng con mất rồi, con lâm vào mẹ con gặp cảnh bơ vơ. Nghe ông vào mà có lòng nhớ, đơn tính xin ông làm việc nhà nhờ hồ cương dương. Con xin lại ông, muốn giúp giùm má con. Con lại ông 100 lần, và con nắm lưng cho ông mấy năm cũng được. Miệng má con mạnh lành, ông biểu gì con cũng dân theo. Cháu rét mà ở chỗ như vậy lại không có thuốc men gì hết thì làm sao hết được bao giờ. Ông muốn đem cháu vào dưới nhà ông rước thầy hút thuốc cho cháu mau mạnh lành. Chừng mạnh rồi cháu muốn làm việc nhà cũng được, hay muốn đi đâu thì đi, tùy cháu thấy thì cho mình. Ông giúp con là ông quá nhân đức,
dạ con hết bệnh rồi, trọn đời con làm tươi tớ cho ông. Nè mấy đứa con, nghe ông căn dặn, chừng nào má con hết làm thứ ghét rồi, hai đứa bay phải dìu má bay xuống dưới nhà, ở đó ông rước thầy thuốc trị bệnh cho má con. Dạ con nghe lời ông. Cúc ơi, vậy là chị em mình sắp xa nhau rồi. Má em bây giờ có chỗ nương nhờ, sao chị không mừng giùm cho em? Má em thấy chị buồn quá vậy. Cúc ơi, chị buồn là gì? Hễ em về ở nhà ông hội đồng thì chị em mình hết gần nhau nữa. Tuy rằng em mới về đây làm gạch với chị không bao nhiêu ngày, bao nhiêu bữa, nhưng tình thương chị em mình gắn kết bên nhau như có ngọn lửa ấm lại tâm tình. Thà em đừng tới đây để chỉ làm lúng một mình, nhưng gần một tháng nay vô tình em tới, tình thương chị em mình chỉ thấy trong dạ bồng vui vui. Rồi hôm nay em xa chị để em đi, biết chừng nào chị em mình mới gặp lại. Em về nhà ông hội đồng chỉ muốn thăm em cùng trở ngại, còn ở đây thiếu em chỉ càng lại thêm buồn. Đã biết em không ôm đất làm gạch với chị nữa, nhưng em cũng lên xuống chơi với chị mà. Chị sẽ chuyện khác vui hơn chơi với chị. Em không chơi với ai mà vui hơn chơi với chị được đâu. Chắc không em? Để rồi chị coi, em có nói láo với chị hay không. Em Cúc ơi, trước khi em về nhà ông hội đồng, em cho chị hôn em nghe. Chị Cúc. Dữ không? Tưởng ai xa lạ, ai về hai mẹ con mẹ hôm trước ghé đây xin làm công chuyện để ăn cơm. Hồi trưa ông biểu tôi dọn cái phòng sạch sẽ thì ra cho bà nội này. Thôi thôi, vô giùm đi hai bà nội. Má má, ông hội đồng đứng sửa kiện kìa má. Để con chạy vô trước, con sợ bị rầy quá. Con nhỏ đó lại biểu chút coi, chạy đi đâu vậy? Dạ thưa ông. Nè, ông giao cho cháu làm việc này. Từ rày sắp lên, mỗi buổi sáng và buổi chiều cháu phải đi coi mấy cây kiển, dệt lá bắt sâu nghe không? Dạ. Hãy cháu làm biếng để có con sâu nào cắn lá kiển là ông đánh đòn nghe chưa? Dạ. Cháu sợ sâu không? Dạ sợ. Nếu sợ không dám bắt bằng tay thì kiếm cây mà bắt nó. Dạ. Cháu không có quần áo thay hay sao mà mặc bộ đồ lấm lem vậy nè? Dạ thưa có, cháu còn một bộ đồ lụa, cháu bận sợ cũ đi nên cháu để dành. Bận đi, có cũ ông mua đồ khác cho. Dạ, nếu ông biểu thì cháu bận. Hồi cha cháu còn có cho cháu đi học hành gì không? Dạ thưa có. Học mà biết đọc biết viết gì không? Dạ thưa, chữ quốc ngữ cháu biết nhiều, còn chữ Tây cháu biết sơ sơ. Biết sơ sơ thì hay quá rồi, nếu vậy thì học khá rồi. Mà cháu tên gì? Dạ thưa tên Cúc. Tên Cúc, còn má cháu tên gì? Dạ thưa tên Thu. Tên Thu. À Thu, cháu năm nay mấy tuổi? Dạ thưa 13 tuổi. Còn cha cháu tên gì? Cha cháu, thưa cha cháu chết rồi. Thôi tính đi đừng khóc. Ờ ông biết, cháu có nói hồi sáng, nhưng mà ông muốn hỏi ba cháu tên gì? Dạ thưa tên Hai. Có lẽ thứ hai chứ sao lại là tên Hai? Dạ thưa ba cháu thứ hai mà cũng là tên Hai.
kỳ dữ không, ông mới nghe chuyện lạ kỳ. Còn cháu nói hồi trước ba cháu ở Vạn. Dạ thưa không, hồi trước ba cháu ở Vĩnh Long. Hồi sáng cháu có nói với ông mà. Thì Vĩnh Long họ kêu là Vạn đó con. Cháu ở Vĩnh Long không biết cái đó hay sao? Dạ cháu còn nhỏ, cháu không biết dành chuyện này. Đúng rồi, nhỏ như vậy làm sao biết tiếng gọi riêng. Dạ thưa ông, con trồng mấy bụi chuối trà rồi, trồng chỗ đó chắc mau phát lắm ông. À nè Phò, má con nhỏ này nó có bệnh, đừng sai nó làm việc gì hết nghe không. Xem như nó chưa về đây, chừng nó mạnh tao cắt phần việc cho nó làm. Nói cho mày biết, tao thấy hai mẹ con nghèo khổ mà còn bệnh hoạn, tao thấy tao thương, tao mới đem nó về tao nuôi, chứ không phải đem về để ở đợ nghe chưa. Đừng có thói mà cũ ăn hiếp mà mới, tao không có ưa. Con có nói gì đâu, xin ông hãy thương giùm. Mười mấy năm rồi ông đã biết tánh con mà. À, tánh mày thì tao biết lâu rồi. Ở nhà có tao thì mày hiền lành lắm, mà hãy xuống lò gạch là la lối xong tà. Dạ con đâu có la ông. Mà con có la là vậy, la vậy họ mới ngán á ông. Họ làm gạch ngói cho ông thật nhiều, đặng ông bán mà. Thôi. Dạ. Bỏ cái tánh sông tàn đó đi. Dạ. Nè à, cháu nhớ mỗi bữa bắt sâu nghe chưa? Dạ con nhớ. Ông vào nghỉ. Ê nhỏ, lại biểu mới bày lớn bày đặt tu hả mày? Cháu đâu có tu hồi nào đâu chú. Mày không tu sao mày đạo vuốt giỏi vậy? Dạ con nhớ ông vào nghỉ. Cháu còn con nít, nói chuyện với ông già cháu phải lễ phép chứ. Cháu không phải như người ta đâu. Lần trước xin vào đây làm việc ăn cơm, người ta khi dễ nó ăn mặc rách rưới, người ta không cho vô. Lần sau thấy mẹ con tôi về đây, họ ganh ghét kiếm chuyện. Ê, mày đừng có nói móc họng nghe mày. Cha, còn nhỏ mà cũng bày đặt sản xuất lưỡi câu hả? Cháu mới biết làm gạch, chứ cháu đâu có biết sản xuất lưỡi câu. Tao muốn nói mày nhỏ mà mày mở miệng ra toàn là móc họng. Mày móc họng tao mày không thể trọng. Bộ chú là ớt nhái sao mà biết đâu. Cháu dám đâu hợp hào chơi chú. Mày không hổ mà mày ganh ghét cái gì? Dạ thôi thì con xin lỗi chú. Thôi vậy đi, nhỏ mà nói chuyện nghe được á. Chuyện của chú: cuốc đất, trồng cây, quét sân, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà quét nhà con làm giùm chú cũng được mà. Ý trời, móc họng đã rồi bây giờ mày muốn hại tao nữa phải không? Cháu có hại chú gì đâu. Mày mà cầm cái chổi quét nhà hay lau bàn ghế là tao bị đuổi liền. Sao vậy chú? Chứ mày không nghe ổng nói hồi nãy sao? Ổng nói á, ổng thấy má con mày nghèo nên ổng đem về nuôi, chứ không phải ở đợ mà ăn hiếp má con mày. Cháu nghe rõ đây, không phải nói gì đâu. Ổng nói ma cũ đừng hiếp ma mới thôi mà. Thì ổng nói là ma cũ là tao nè, còn ma mới là má con mày đó biết chưa. Từ đây xăm tới những chuyện đi trong nhà, tao yêu cầu mày đừng nên rớ tới. Má con mày cứ ăn rồi ở không đi. Hồi đó tới giờ tao chỉ lo một ông, bây giờ thêm hai chữ nữa chắc tao công cái xương thường. Mà cháu thấy cái lưng của chú cũng công sẵn rồi nè. Công sẵn là tại vì tao lưng tôm, biết không? Hèn chi, mỗi lần cháu thấy chú nằm sấp dòm cái lưng của chú giống cái cầu nhà mừng ghê vậy đó. Chú thấy cháu nói đúng không? Cho. Bây giờ mày còn kêu ngạo tao nữa hả? Tao lấy cây chổi này tao đập vô đít mày mà một cái mới được nè. Mày chạy hả? Đứng lại! Đứng. Trời ơi, chú lượt quá, mày còn mệt quá. Ông kêu tôi phải không chú? Chứ không lẽ tao lớn vậy mà tao nói dốc với mày. Đến hầu ông đi, lẹ đi.
chào ông. Ý trời, nhỏ này ghê quá, mới bay lớn mà đặt nịnh, trời ơi, nói như ngọt như đường phèn vậy. Chết rồi. Cháu có quần áo tốt quá, nếu mà có đồ này thì đâu có phải là nghèo đâu. Dạ thưa, đồ này của ba cháu sắm lâu rồi, bây giờ cháu mới bận đó. Nè, con lại bàn viết của ông, lấy tờ nhật báo rồi con đọc cho ông nghe. Dạ. Thưa ông, phải tờ này không ông? Đâu, đưa ông coi. Cháu coi hình đó giống ông hay không? Dạ thưa, giống lắm. Nhưng mà mặt ông bây giờ coi ốm hơn. Phải à. Hơn một tháng nay có chuyện nhà, làm sao mà ông không buồn, lại đau ốm nữa, nên ốm hơn hồi trước. Ông giàu có quá, mà có chuyện gì đâu mà ông buồn. Cháu đừng tưởng giàu thì không buồn hay sao? Ông giàu có mà ông có biết vui hồi nào đâu. Cái khổ tâm của ông từ bao nhiêu tháng, cái buồn của ông không thể tả. Có lẽ từ rày về sau ông đây sẽ buồn nhiều hơn. Phải chi cháu làm cho ông vui được chút định, dù chết cháu cũng không màng, để cháu trả ơn cho má. Con à, má con có nóng lạnh hay không? Thưa ông, sáng sáng mới có cử. Để mai ông sai thằng Pho lên xa đét, rước thầy xuống coi mạch. Ông hốt cho ít than thuốc uống là hết chứ gì. Mai cháu có quần áo nào khác thay đổi hay không? Dạ thưa ông, có một bộ đồ hàng. Tưởng không có thì ông cho tiền mai bận. Thưa có. Thôi, cháu xuống dưới lò cho má cháu đi, mai có thầy thuốc tới xem mạch. Dạ. Có bắt được con sâu nào không con? Dạ thưa ông, cháu bắt được hai con sâu leo trên cây, con giết hết rồi. Giỏi. Kiếm nữa đi con, kiếm cho đủ mấy cái kiện nha, đừng bỏ sót cái nào nghe con. Dạ. Còn má cháu đang làm gì vậy? Thưa ông, má cháu tới cử rét nằm trong phòng. Vậy sao? Làm cử sớm dữ không? Thằng Pho đâu rồi? Dạ, dạ, dạ. Mày làm gì như là đi ăn cướp hả? Dạ có con. Dạ. Thôi mày vừa phải thôi mày. Nào mày lấy hai đồng nè, rồi đón xe lên xe đét rước thầy Liêm xuống gấp cho tao. Dạ. Dạ chào ông Hội. Dạ thưa thầy, mới xuống. Dạ. Dạ mời thầy ngồi. Cảm ơn ông Hội. Hoa, đem nước uống nghe chưa? Đứa nào đau mà ông Hội cho rước tôi vậy? Không nói dấu gì thầy, hôm qua tôi đi xuống lò gạch, gặp một con nhỏ nó nghèo quá mà lại bệnh nữa. Tôi thấy vậy tôi tội nghiệp, nên tôi biểu nó lên nhà tôi ở, đặng tôi kiếm thuốc cho nó uống, chứ ở đó chắc là nó chết. Nó rét mà sắc nó ốm quá chừng. Còn anh, bữa nay anh thiệt mạnh thấy chưa? Thuốc tể thầy đưa tôi uống đỡ nhiều rồi. Ráng uống thêm cho dứt bệnh mới được, chớ anh còn ổn da mặt chưa hồng hào. Để tôi bổ cho anh thuốc đặc biệt vào,
người lớn như mình sẽ tươi tỉnh lại ngay. Thuốc anh bổ hôm trước tôi ăn cơm được, nhưng ban đêm tôi ít ngủ quá chừng. Anh ít ngủ là tại vì anh buồn việc nhà, buồn nào không nghĩ ngợi mới ngủ được yên thân. Anh nghĩ coi, làm sao mà không buồn không suy nghĩ? Ai biểu hồi trước anh gắt gao làm gì? Nếu tôi không gắt thì cái việc nhà sao xong? Do đó mà tâm bệnh anh khó mạnh lành. Anh mạnh rồi anh phải nghỉ một tháng đi chơi cho nó khuây khỏa. Đồng thời anh thử kiếm con nhỏ thử coi. Thì tôi cũng tính đi kiếm nó đó. Để thầy cho thêm thuốc tôi uống cho khỏe rồi sẽ hay. Để mai tôi cho gửi thuốc lên anh. Còn bây giờ bệnh nằm đâu? Tôi coi mạch ra rồi về. Vì tôi còn đi đất sét nữa. Nó nằm đằng sau nhà này, hãy vô xem mạch giùm cho nó đi. Tiền bạc gì để tôi lo. Cháu đưa bàn tay tôi xem mạch cho. Bệnh không có chi, rét vỏ da, cứ cho uống cảm mạo phát ban tán là tuyệt gốc. Còn nó ốm đó là tâm bệnh, nên khó trị một chút. Tuy vậy nếu anh cho nó tiền uống thuốc, tôi chịu khó làm nửa tể cho nó uống là hết ngay. Thầy cứ việc làm đi, tiền để tôi trả cho. Mà thầy nói nó ốm là tại tâm bệnh, tôi sợ không phải vậy đâu thầy. Tại nó nghèo nàn, ăn uống thất thường, lại rét dây dưa hoài, nên nó ốm đó chứ. Không phải vậy đâu. Người tướng mạo như vậy nghèo cái nỗi gì, chứ anh không coi tay chân mặt mày nó đó. Người nó trong phong lưu sang trọng, tướng vậy mà không biết tại sao gian nan. Thôi anh à, tôi mời anh đến đây xem mặt, tiền thuốc men bao nhiêu tôi cũng chịu. Xin đừng xem tướng nó sẽ hoang mang. Anh hỏi lại coi tôi nói không cần, vì xem mạch tôi mới biết tâm bệnh. Nghe nói chồng nói làm sốc thơ hồi trước, cho ông chết ở tỉnh Vĩnh Long. Vậy sao? Chồng nói chết cho nó siêu lạc trên này nè. Con nhỏ này là con của ai? Con của con bệnh nằm đó đó. Vậy à, mặt mày sáng láng nhìn rất dễ thương. Con nhỏ này ai nói nó là con nhà nghèo? Thì nó nói nó nghèo, tôi chỉ hay vậy thôi. À ha, té ra bây giờ anh tính nuôi kẻ nghèo làm phước hay sao? Thưa phải, tôi buồn quá, tôi tính cất một cái nhà để nuôi con nít mồ côi làm phước. Anh tính như vậy thì tốt lắm. Con cháu mất hết, bây giờ tiền bạc để làm gì? À, thôi, chiều nay tôi gửi thuốc xuống cho cháu nó uống. Bây giờ cứu anh tôi về. Dạ. Cháu Cúc à. Dạ. Bữa nay con theo ông xuống lò gạch, đặng coi thợ làm ra làm sao. Rồi ông biểu tài phú đưa sổ sách cho con phụ cho ông nghe. Dạ. Lấy khăn đội lên, đi đầu trần trúng nắng à con. Con ở trên này nghe, để ông xuống dưới trại xem, đừng đi theo nắng lắm. Dạ. Ông kìa, cháu Cúc. Ui, bây giờ cháu sung sướng quá ha. Có phước quá trời rồi còn gì nữa. Chị nuôi đâu rồi bà sao? Cái kìa, núi à, núi, Cúc nó xuống nè con. Chị nuôi. Cúc, má của em hôm rày còn nóng lạnh không em? Còn mà không sao. Hồi sớm mai ông có cho rước thầy xem mạch, uống thuốc rồi.
Hồi sáng chị có xuống thăm em, nhưng chị không có dám vô. Chị đứng một hồi ngoài cửa rồi chị về. Chết không, lúc đó chắc má em đang làm cử. Em lấy mền đắp cho má em nên em không có ra đằng trước. Em đi rồi, chị buồn lắm. Từ hồi sáng giờ chị hết muốn làm. Em về chảnh, em cũng nhớ chị lắm. Nhưng vì má em bệnh, nếu không có ông hội đồng giúp, em sợ má em chết. Chị cũng thương em lắm. Em Cúc ơi, em với dì được về nhà ông hội đồng, chị mừng lắm. Nhưng khi em đi rồi, chị như mất một vật gì khó kiếm. Em ơi, mất tiền, mất bạc, mất đồ, mất đạc chị cũng không có gì đáng kể. Chưa mất tình thương chị thấy như mất tất cả trong đời. Nhìn theo dáng dì già em đi mà chị như quất nghẹn không nói nên lời. Nước mắt tuôn trào chảy dài tới đôi má. Khi bóng em khuất rồi chỉ như rụng cả tay chân. Nhớ thương em, chị tới ngoài cửa nhìn vào sân. Muốn gọi, muốn kêu nhưng sợ ông rầy, ông quờ. Vì gì và em được ông thương giúp đỡ. Nếu là mong dẫn lên thì em sẽ khổ sở thêm nhiều. Chị, từ ngày em về đây ôm đất làm gạch với chị, em thấy chị, em thương chị quá à. Nhưng em phải lo cho má em. Phải rồi em, có tình nào bằng tình mẫu tử đâu em. Chị nuôi ơi, hoàn cảnh buồn mà xa chị, em càng thấy thêm buồn. Nhưng cái buồn cũng bù đắp được cái vui, là má em hết bệnh em cũng tới lui chơi với chị mà. Chị ơi, má em bệnh mà tối ngày cứ suy nghĩ hoài. Em sợ bệnh trong người còn mang thêm chứng bệnh lao tâm. Tội nghiệp ông hội đồng cứ thường thường hỏi thăm. Và sáng này bảo chú Kho phải kêu thầy lên xuống gấp. Chốn má em chưa chết nên chờ thiên xui mới gặp. Được ông hội đồng thương mến đem về nuôi. Đời em từ rày được chọn niềm vui. Má em hết bệnh em tới lui thăm chị hoài. Nãy giờ ông nghe hai con nói chuyện, ông tội nghiệp quá. Nè, con tên gì? Dạ thưa ông, chị tên Nôi. Công nhân nhiều quá, ông đâu có nhớ tên hết. Nè, mai mốt cháu Nôi cứ xuống nhà nữa thì cứ việc vô, ông không có rầy đâu mà sợ. Thôi, về Cúc con. Nó dễ thương quá. Ông hỏi ông thấy nó cái tự nhiên ông thương à. Ông không có con cháu gì hết á. Không chừng nha, ông dám bắt nó làm con nuôi lắm mà nghe. Mới có ngày à, mà ông cho nó mặc đồ vậy tốt quá trời quá đất luôn. Rồi lại dắt nó đi chơi nữa. Chà, nó mà ở đây ít ngày á nghe, chắc ổng dám chia gia tài cho nó lắm mà nghe. Dạ bẩm ông, thân con nghèo đói bệnh hoạn, nhờ ông chiếu cố nên con mới còn sống được đây. Mẹ con không biết lấy gì đền ơn đáp nghĩa. Vậy mẹ con xin lại ông,
con xin làm thân trâu ngựa để đền ơn ông. Thôi. Lại lục gì không biết nữa. Đền ơn cái gì? Nè, mới hết bệnh còn yếu trong người lắm. Ban đêm ban hôm mà muốn cần dùng gì khó kêu lắm. Thôi, để phòng dưới bếp cho vợ chồng thằng Pho nó ở. Cháu dọn lên trên này ở. Tối là ông lên trên lầu rồi. Dưới này không ai coi nhà hết. Thôi vô trong nghỉ đi. Dạ, con đội ơn ông. Pho đâu? Pho à? Ủa, sao này bữa nay đi đâu rồi cả? Pho à? Dạ, có con nè ông. Trời đất ơi, làm gì bữa nay mà để ta kêu mày rắc của hồng vậy Pho? Dạ, con bệnh. Hả? Con sao? Con bệnh. Tướng ta của mày cột ăn còn phải hâm nữa mà bệnh cái gì? Dạ, con bị bệnh tinh thần. Tâm thần là thì để tao gửi xe lên chợ quán chứ có gì đâu. Trời ơi, dạ, không phải. Không phải tâm thần mà là tinh thần. À thôi, tao biết rồi. Kể từ ngày của má con Cúc về đây, tao thấy tinh thần mày sa sút, nên việc nhà mà chậm đi đôi chút. Để ông cho tiền, mày có vốn làm ăn, rồi mày ra khỏi nhà này. Dạ thôi, dạ thôi, dạ thôi, con hết bệnh rồi ông ơi. Bệnh của con làm như giỡn chơi vậy mà. Người ta nghèo khổ mà mày còn ganh tị. Mai kia mốc nọ mày giống như người ta, hoàn cảnh ngày sau mày giống như vậy. Rồi mày có buồn hay không? Dạ buồn chứ. Nghèo hay tuổi buồn, con thề không dám bệnh ẩu đâu. Dọn dẹp cái phòng trên này cho má con Cúc ở. Còn vợ chồng mày thì xuống nhà bếp ở. Dạ, vậy là con hiểu rồi. Vậy là kỳ này ông cho vợ chồng con thành táo quân luôn. Thôi đi đi mày. Cúc à, cháu vô trong kéo hộp tủ ra, soạn dùm giấy tờ nào đáng cất thì cất, cái nào đáng bỏ thì bỏ, để tùm lum lộn xộn cho cứng quá. Dạ. Ông ơi, có tờ giấy này viết bằng chữ nho, con không biết. Đưa ông coi. Giấy của Hương Hào Khuê, mướn ruộng, để ông đem lên lầu. Thưa ông, có cái thơ gửi cho ông, con không dám xé thơ. Cháu cứ mở ra đọc cho ông nghe. Thưa ba, con là vợ của thầy Thuốc Vinh. Con vẫn biết ba không thương con, nên ba đọc thơ con là ba giận lắm. Con đang mang bệnh nặng, chắc nay mai con phải chết, nên con mới ép lòng viết thơ này cho ba. Con ép lòng viết thơ này cho ba hay là chồng con đi Tây bị tàu chìm chết rồi, đứa con gái lớn của con bị lạc mất, con còn đứa con gái 13 tuổi, con tính dắt nó về giao cho ba, rồi con tự dẫn chân theo chồng con từ Bắc về tới Sài Gòn, bị ăn trộm lấy hết tài vật. Trước khi nhắm mắt tiêu chồng, con gửi lại ba thương giùm hai đứa cháu nội gái của ba vài lời tâm quyết. Kính lại ba. Trời ơi, biết bây giờ ở đâu mà kiếm. Thưa ông muốn kiếm vật gì? Kiếm hai đứa nhỏ chứ kiếm vật chi? Ông thương lắm sao mà ông kiếm? Ông giận là giận cha nó, chờ chúng nó tội gì đâu. Bây giờ cha mẹ nó đã chết rồi, ông phải tìm chúng nó để ông nuôi. Ông
tội nghiệp làm sao. Cha mẹ chết đi, ông rất thương tâm nên ông bỏ sao lành. Nhưng biết đâu mà tìm kiếm, không biết thất lạc nơi đâu. Ông nội ơi cháu đây nè, con xin quỳ dưới chân ông nội đây. Trời ơi, cháu nội của tôi đây mà. Nội! Thì ra má cháu đâu phải không? Ba! Ba ơi! Con xin ba tha lỗi cho con. Con tưởng mấy tháng trước con đã chết rồi, không ngờ trời Phật phò hộ nên xui khiến cho mẹ con được đưa vào đây. Ba ơi! Con xin ba thương giùm mẹ con. Trời ơi là trời, vì ba giận thằng Vinh trái ba nên hồi nó đi à Tây, nó gửi thơ về cho ba, nó bảo lên Sài Gòn để nó xin thưa qua. Ba ghét ba không thèm lên, vì nó là con, nó kêu ba lên để nói chuyện. Nó lớn lên không nể trọng cha mình nên ba giận, ba mới giúp mình. Thưa ba, hôm nay ba hiểu rõ việc chồng con, xin ba cũng đừng giận chồng con. Nay đã đem thu cốt về đến đây rồi, ba cho con tính bằng mình. Con tính việc gì thôi thì ở đây cho tiền chứ còn con muốn tin đi đâu. Dạ thưa ba, tuy bây giờ ba xá tội cho con rồi, nhưng con còn nhiều việc buồn khác nữa. Việc gì con nói thiệt cho ba nghe, con muốn việc gì ba cũng cho hết. Con còn buồn việc con thu ba, không biết nó siêu lạc xứ nào. Trước khi chồng của con ra đi có dặn con phải dò tin tức con thu ba luôn luôn. Phương trời góc biển con làm sao mà tìm được. Dạ thưa ba, con thường vái trời vái Phật hoài à, có lẽ trời Phật cũng giúp cho con mà ba. Con đừng cãi ba, ba không cho con đi đâu hết. Từ bữa ba được bức thơ của con, ba tưởng con đã chết rồi. Ba thương hai đứa nhỏ, ba quá buồn lòng, ba suy nghĩ hoài nên mới sanh bệnh. Hôm bữa hai mẹ con về đây, thằng Mo không chơi vô là tại ba bệnh. Cả tháng nay ba ngồi dậy không được, ba muốn đi kiếm mà kiếm ở đâu đây. Thôi để vài bữa ba sắp đặt công việc, ba giao cho con sắp xếp mọi việc. Sẵn ba đi chơi rồi ba đi tìm kiếm, thế nào cũng tìm ra con thu ba. Dạ thưa ba, con không thể nhận việc nhà. Sao vậy? Dạ, con không còn sống được đâu ba. À, con đừng có nói quấy mà ba thêm buồn. Ba ơi, tình vợ chồng con không thể khác hơn. Dạ thưa ba, chồng con là người quân tử, vì sợ con ô danh sủ tiết mà phải chịu sầu chịu thảm mười mấy năm trời, rồi phải dông thân tuyệt mạng. Như vậy có lý nào con ham thanh nhàn phú quý mà quên ơn chồng hay sao? Từ ngày chồng con chết, con tự nguyện hãy đem thu cốt về tới cho ba. Ba hết giận mà nhìn nó rồi thì con phải chết theo chồng để đền bồi nghĩa nặng. Ngày nay phận con thu cúc xong rồi thì phận của con phải tính ba. Trời ơi, thiệt là dâu hiền đáng quý. Vậy mà trước đây tôi ghét vợ chồng nó. Con ơi, con đừng giận ba.
đã hiểu rồi. Con đừng chết con ơi, tuổi già ba chồng chất, con phải sống vũ hỷ với ba. Trời khiến thằng Vinh nó chết đi thì con an ủi ba cho đỡ đau buồn, chứ con mà đòi chết đi không ai kể cần. Và tội nghiệp con, thương con không ai chỉ dạy, và có ai từ giúp ba. Con thu ba bây giờ nội đã già yếu mà má đòi ra đi. Con còn khờ dại, má đừng bỏ con một mình. Vì lòng ăn năn nên ba thấy tội nghiệp, nên giờ đây ba muốn cho má con được sum vầy. Cũng nhờ ơn ba mà má con của con gặp gỡ nơi này. Ba ơi, con Pho đâu rồi? Dạ. Chết cha, rình mà còn la lớn nữa. Dạ dạ. Mày biết mẹ con Thu Cúc là ai không? Dạ nãy giờ cũng nghe. Dạ. Biết phải không? Dạ. Tao lặp lại một lần nữa cho mày biết nha. Dạ. Dâu với cháu nội tao đó. Dạ. Hèn chi thấy cái mặt dễ thương quá. Chú nhớ hôm trước không? Chú đuổi má con tôi, không cho tôi vô. Chú nhớ không? Cái đó là chuyện cũ rồi, cháu bỏ qua cho chú đi. Với lại phần hôm trước cháu đâu có nói thiệt cho chú biết đâu nè. Dạ thưa ba, hồi đó con gửi Thu Ba cho bà Hai Thình nuôi vú. Nhưng con hỏi kỹ thì nghe người ta nói bà bán cho bà Chính Nô rồi. Mặc dù biết tên bà đó nhưng cũng khó tìm. Để bà nhờ Nhật Trình nó đăng là thế nào cũng tìm được. Phò. Dạ. Mẹ ở nhà coi khóa cửa đàng hoàng. Tao dẫn má con nó xuống lò gạch nghe chưa? Dạ. Bà Sáu à. Dạ. Tôi nhờ có bà nên tôi mới gặp con dâu với cháu nội tôi. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Vậy từ đời sắp lên, bà làm mỗi trăm gặp tôi tặng thêm tiền. Thay vì một đồng tôi tặng cho bà hai đồng. Dạ. Tôi chưa hiểu điều gì xin ông chỉ dạy. Tôi đã nói rồi, đó là tôi đặc biệt hưởng công nha. Bà có lòng tốt nuôi dâu tôi và cháu nội. Tôi thấy mẹ con cháu đây rất là tội. Bệnh hoạn giữa đường còn gánh thêm một đứa con. Tôi bảo về ở với tôi rồi khi nào bớt bệnh, tôi sẽ chỉ cho cổ tập làm nghề in gạch. Nội ơi, chị nuôi dạy con hôm đó, chị nói để lần lần, để chị dạy con in gạch luôn. Vậy à, cháu nuôi đâu, hãy bảo nó xuống nhà. Ông sẽ cho quà và quần áo thưởng cho. Con sợ bà Sáu nói với chị nuôi con dám xuống nhà. Nó hãy về trước, con xin cái nhà chị nuôi. Bà Sáu à. Dạ. Sao bữa nay không thấy con nuôi nó đi làm vậy? Dạ thưa ông, tôi nghe hình như là má của cháu nuôi đau á. Hôm kia chị nuôi nói má chị đau, con không biết đau sao nữa. Vậy bà dẫn cháu tôi tới nhà nó cho cháu tôi thăm, rồi cháu tôi sẽ về sau. Dạ. Chị nuôi. Cúc em, chị nhớ em lắm, nhưng má chị đang đau. Bữa hổm chị có nói má chị đau, em tưởng sơ sài thôi. Hồi nãy lên lò gạch em không thấy chị, em hỏi thăm bà Sáu, bà Sáu nói em lên đây. Bữa nay má chị có bớt không chị? Má chị bệnh một ngày một nhiều,
chị có rước thầy hút thuốc không? Có, thầy bảy ở xóm trên á, hút cho 2 tháng rồi mà cũng không có thấy bớt. Sao chị không rước ông thầy Mộng Liêm ở Sa Đéc á? Má em nhờ ông đó mà có da có thịt á. Em ơi, nghèo quá đâu có tiền mà rước thầy giỏi. Ông nội em nói thầy Mộng Liêm không phải hút thuốc lấy tiền như người ta đâu. Giàu ổng mới lấy tiền, còn người nghèo ổng làm phước. Má chỉ có chút định hôm nay uống thuốc hết rồi, đâu có còn nữa đâu mà rước thầy khác. Chị đừng có lo, để em về em cho ông nội em hay ổng cho người đi rước. Để ông nội em gặp sẽ nói trước. Là nhà chị nghèo không tiền lo thuốc thang, thầy Liêm sẽ giúp đỡ chị liền. Em ơi, nếu lỡ xa mà ổng đòi tiền thì chị lấy gì chị trả đây? Nếu thầy Mộng Liêm có tính tiền với chị thì em nói trước ông nội sẽ trả cho. Em làm như vậy chị sợ sẽ bị rầy. Ông nội nghe nhiều ổng càng thương. Đừng lo, em sẽ giúp chuyện này. Em theo lời để tội nghiệp em. Cô lên thăm con nuôi hay có chuyện gì không cô? Cháu nghe dì bệnh nên lên thăm dì. Cô là cháu nhà giàu mà cô không kiêu căng. Nghe tôi đau cô đi thăm, thiệt tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Dì à, con mến chị nuôi lắm. Xa chị nuôi, con buồn, con muốn khóc vậy đó. Cũng như hồi đó dì thương con, bây giờ con được sung sướng, làm sao con quên dì chị nuôi được. Cô thương con nuôi mà làm chị em với nó. Sẵn hôm nay cô lên đây, tôi xin tỏ một điều với cô. Rồi tôi có theo ông theo bà, xin cô hãy thương giùm con nuôi. Thưa với ông hội đồng, hầu hạ cô. Tôi có chết rồi thì nó khỏi phải chịu cảnh tôi giấc mơ. Má ơi, má đừng nói vậy làm con lo sợ vô cùng. Má đừng bỏ con, con phải bơ vơ một mình. Con nói thật tình, con rất thương chị nuôi và cũng thương dì. Xin dì cũng đừng lo. Cô ơi, sẵn bữa nay của cô đây, tôi mới nói thiệt. Tôi nói chuyện riêng của tôi cho con tôi nó biết. Nuôi ơi, mười mấy năm trời má thương con với tấm lòng kể sao cho xiết. Nhưng nay vì cơn bệnh thập tử nhất sanh nên má mới kể hết chuyện trong lòng. Ngày xưa người ta ban cung, má mua tới 15 đồng. Lúc đó con mới vừa 5-6 tháng, thấy con ngộ nghĩnh, má liền mua con về nuôi.
vợ chồng má có được con về, cả nhà đều mừng vui. Không biết tên gì đặt, nên đặt tên nuôi là con nuôi cho dễ nhớ. 14 năm trường trôi giạt về đây tạm bỡ, nay sức mòn tàn hơi, má kể hết chuyện cho con tường. Má, bộ má không thương con nữa sao mà má nói vậy hả má? Nuôi ơi, má sợ má chết nên má mới nói thiệt cho con nghe đó con à. Trời ơi, má! Dì nói, dì nuôi là con nuôi của dì. Vậy chứ cha mẹ ruột của chị là ai vậy dì? Tôi đâu có biết. Vậy chứ hồi đó ai bán cho dì? Hồi trước tôi ở trên Sài Gòn, tôi ở gần con đó, nó nuôi vú cho người ta. Không biết tại sao họ lại mượn vú nuôi, rồi họ bỏ con mình kính thưa dì ơi. Dì nói dì ở Sài Gòn mà dì ở nơi nào vậy? Tôi ở trong hẻm gần bên chợ Tân Định. Dì ơi, người bán chỉ nuôi cho dì có phải người chồng hay nhậu say? Phải, thằng đó chứ ai. Và vợ nó tên là Hai Thìn. Đúng rồi, con biết bà Hai Thìn. Còn thằng chồng hay nhậu say tên là Hai Rổ. Đúng luôn, ông Hai Rổ này ngày nào cũng đi nhậu say hết á. Phải rồi, sao cô biết? Con Hai Thìn này á, sau đó nó dọn về chợ Đuổi. Thôi đúng rồi, vậy là chị hai tôi đi mà. Chị hai ơi, em không ngờ ngày nay chị em mình gặp lại. Có lẽ trời Phật cũng thấy cảnh tình mình mà thương hại, nên khiến cho mẹ gặp con và em đã gặp chị để cùng vui hạnh phúc thắm tình. Lặng lội khắp nơi để tìm chị bao lần, đến nỗi má buồn mà má sanh bệnh, còn bị trộm bạc tiền trong lúc ở đậu với người ta. Túng cùng em và má mới lặng lội về đây, vì thấy chuyện tìm chị vô phương hy vọng. Mặc dầu biển trời bao la lòng lòng, và đất địa linh thiêng không cảm động cho mình. Đi đi chị hai, đi với em xuống má và ông nội, cho má và ông nội mừng. Đi đi chị hai, đi với em mà chị hai. Nãy giờ cô nói gì tôi không hiểu. Cô nói cho tôi nghe thử, tại sao cô kêu con nuôi bằng chị hai? Hồi ba má con mới ở với nhau là ở tại Sài Gòn, sanh chị hai con ra thì tiền bạc cũng không còn. Ba
đẹp, nhưng chị hai con thì bị bệnh không thể đem theo. Ba má con dặn chừng nào chị hai hết đau phải mua vé tàu đem chị hai ra sao lập tức. Bà hai thịnh ăn hết tiền rồi chúng mất, bà bán chị hai con để thất lạc đến bây giờ. Trời ơi, tôi có dè như vậy đâu. Phải hồi đó bà hai thịnh bán cho gì không? Phải, nó bán cho tôi 15 đồng. Vậy mà bà nói bà cho gì chứ không có bán. À mà sao mấy tháng nay ông nội cháu rao trong nhật trình hỏi ai biết chính nô chỉ giùm, ông nội cháu cho tiền, sao mà dì không nói? Tôi có biết đọc nhật trình gì đâu mà nói. Phải tôi dè con nuôi là cháu ông hội đồng thì tôi nói liền đặng cho nó sung sướng tâm thân, chứ tôi đâu để cho nó cực khổ làm gì. Ôi con tôi có phước quá, nếu thiệt như vậy tôi hết lo cho phận của nó rồi. Đi chị hai, đi xuống má với ông nội chị hai. Má chị đơn đâu, chị làm sao bỏ đi được. Thôi được, để em về nói với má và ông nội. Đặng má và ông nội lên trên này sẵn dịp lo cho dì uống thuốc luôn. Thưa dì con về. Anh Thiện, anh là anh quên tôi rồi sao? Anh tưởng tôi chết chìm rồi chứ gì? Ý trời, trời ơi, anh Hiện Vinh. Anh Vinh, vô đây anh. Ai cũng tưởng anh chết chìm rồi, sao mà về được? Chuyến tàu có gặp cơn bão lớn, nhưng mà thuyền trưởng nó cũng giỏi, cho nên tất cả đều thoát nạn và bị gió tấp vô một đảo quan. Nếu không nhờ trên tàu có đem theo đồ ăn đó thì mấy trăm người trên tàu giờ này không biết ra sao nữa. Thôi may phước quá, cũng nhờ trời Phật che chở đó anh. Uống nước đi anh, uống nước đi. Trước khi tàu tách bến ở Hải Phòng, tôi có dặn vợ tôi nếu có gì cực khổ á nên đến nhà thầy Ba Thiện nhờ giúp đỡ. Có đến nhà này đâu mấy bữa, bỗng nghe tin tàu chìm, chồng biệt tích, chị buồn rầu nhóm bệnh, ôm xanh xao như tàu lá, nên chỉ sợ chết ở xứ người, bỏ con bơ vơ nên dắt con về Nam, và tính giao con cho ông nội rồi chết theo chồng, rủi thai về Sài Gòn chỉ mướn nhà ở đậu, bị ăn trộm lấy sạch quần áo bạc tiền, lại gặp chứng bệnh nặng khó thoát khỏi tử thần. Có viết thơ ra cho tôi rồi biết tích luôn, trong thơ toàn là trăn trối rất cảm động. Theo tôi nghĩ chắc là chị đã chết rồi anh à. Trời, trời ơi, cũng do tôi không lo nổi cho vợ mình. Nếu mà vợ tôi chết thì quá ân hận cho tôi. Đứa đầu lòng sinh ra vợ tôi quá cực khổ, nên tôi phải mướn vú nuôi cho đỡ vợ mình, dẫn đứa nhỏ ra để lập nghiệp nuôi thân. Trời ơi, thì hoàn cảnh tôi đã hết tất cả rồi. Anh Vinh, để tôi mở tủ lấy thơ của chị gửi cho anh xem. Đúng rồi, đúng là tuồng chữ của vợ tôi đây mà. Thầy ba ơi, tôi về tới Sài Gòn bị ăn trộm lấy tiền bạc áo quần sạch trơn. Mấy bữa rồi tôi đau dậy không nổi, không cho con ăn cơm hàng ngày, có đâu mà uống thuốc. Tôi biết trong mình tôi đau nhiều lắm, chắc tôi không sống nổi. Vậy trước khi nhắm mắt theo chồng, tôi viết ít chữ cho thầy hay. Tội nghiệp cho con thu cúc bơ vơ, không biết nó có đủ trí mà tìm về nha mất hay không.
mà về đó rồi. Không biết ông nội nó có nhìn nó hay không. Thôi, chúc cho thầy mạnh giỏi. Tôi chết. Trời ơi, đã chết đi xong lại về tới quê nhà tưởng đâu được yên vui. Nào ngờ về sống còn tham khổ, phải chi tôi chết chim nói đáy biển. Còn hơn sống mà làm gì về nghe mất vợ mất con. Anh Vinh, có gì anh ở đây với tôi? Thầy bảo nếu biết trước như vậy tha tôi buông tay chết khuất cho rồi. Chuyện gì thì tôi khuyên anh nên suy nghĩ, nếu vợ anh chết rồi anh vẫn còn bổn phận làm cha. Thầy bà ơi, tôi đọc mỗi dòng chữ đánh đâu là nước mắt tôi tuôn tràn đến đó. Vì thương vợ thương con mà mười mấy năm trường bị cha từ bỏ, thì có tuổi nào hơn, có khổ nào hơn khi người vợ phải xa chồng. Lần buồn rầu đau chết bỏ lại đứa con khờ không biết siêu lạc nơi đâu. Thu dân em ơi, từ ngày vợ chồng mình kết tóc xe tơ, cha không suy xét nên đoạn tình phụ tử. Cũng vì anh mà em phải vùi thân thiên cổ, còn lại hai đứa con không biết nó trôi dạt phương nào. Sống nữa mà làm gì, lòng cô giữ chữ hiếu mà cũng mang tiếng là bất hiếu. Vợ hiền con bao nay điều tiêu tuyến hết, thì sống vui sướng vì một kiếp sống cô đơn. Thầy ba, thầy làm ơn cho tôi ở đậu ít bữa, rồi tôi sẽ mua giấy tàu về Sài Gòn. Sẵn đó tôi hiệp về nhà măng. Anh Vinh, anh muốn ở lại luôn cũng được nữa, chứ có gì ít bữa. Thầy ba, không ngờ thầy tốt với tôi quá. Có gì đâu, đã là bạn với nhau thì có gì đâu. Giờ anh còn sống tôi quá đổi vui mừng, nghe tin anh chết vợ anh ngất xỉu, an ủi cách nào chị cũng đòi đi. Ý của chị còn muốn quyên sinh nữa đó anh. Tội nghiệp vợ tôi, phải khổ vì tôi, thêm con tôi lại càng khổ thêm. Và giờ đây không biết vợ con nơi nào, xin thầy bá cho tôi nắng lại vài hôm. Như tôi đã nói, anh cứ tự nhiên ăn ở, chứ có gì đâu mà ngại lòng ái nái. Tôi rất quý anh, vì anh luôn luôn tôn trọng lẽ phải, và sự khiêm tốn của anh làm cho tôi cảm phục vô cùng. Anh cứ ở đây và tự nhiên không nên ngại ngùng, tương dưa mình cùng nhau hữu hỷ, cho đến khi nào anh không muốn ở nơi nơi này cũng có hoa kiện cho anh giải quay. Tình bạn hữu đã lâu ngày mới gặp lại,
Một lần nữa anh đừng lo, đừng ái ngại, mà hãy tự nhiên như tình bạn thuở năm nào. Cảm ơn lòng tốt của thầy, nhưng tôi đang lo không biết vợ con tôi hiện giờ ra sao, sống chết như thế nào, nếu còn sống thì ở nơi đâu. Tôi lo quá thầy ba, tôi phải về Sài Gòn sớm chừng nào tốt chừng nấy thầy à. Anh Vinh, việc tìm vợ con thật là chí lý, hạnh phúc đời mình ta phải nghĩ cho tương lai. Sự trùng phùng tôi tin sẽ có ngày mai, không lẽ ý nghĩ của vợ anh không nghĩ đến mấy cháu. Nếu quyên sinh chết bỏ con lại cho ai nuôi nấng, tôi tin chắc rằng chị cũng sẽ nghĩ suy. Anh dừng tâm, chuyến tàu tới tôi sẽ mua vé cho anh, cầu mong cho anh sớm gặp lại gia đình. Lòng tốt của thầy tôi xin ghi nhớ, về gặp lại vợ con mình tôi sẽ bao cho thầy vui. Đoàn tụ gia đình dù có xa xôi, tôi cũng vẫn hết gia quyến ra đây để thăm thầy. Anh Vinh, tôi mong anh sớm tìm được vợ con. Nghĩ cũng có phước, mẹ con sum họp mà thân già này cũng không bị cô đơn. Gia tài này tưởng đã về tay người dân rồi. Phải chi cái thằng Lê Hiến Vinh tôi nó còn sống, thì ngày nay cái gia đình này còn gì phải nói. Giận thì nói vậy, chứ làm sao bỏ con cho được. Mình chỉ có đứa con trai để nối dòng, vì buồn gia đình không nhận mà nó phải trôi ra nồi ở phương xa, rồi đi Tây đến nỗi phải bỏ mình. Giờ sum họp gia đình còn con thì đã chết từ lâu. Tôi rất khổ tâm, hồi trước kia bất chấp gia phong thì con tôi đâu có xa lìa. Để đến ngày nay thương tiếc biết bao nhiêu, biết nó chết ra sao, già chết cho gia đình cung kiến kỳ công. Thằng Pho đâu? Coi có người nào xách vali đi, đi lúp xúp vô vậy Pho? Dạ con đây ba. Hả? Cậu là? Ủa, thằng Vinh, Vinh con. Con còn sống đi sao? Vậy mà người ta nói con chìm tàu chết rồi. Con ba, ba ơi, nếu con có chết đi thì con cũng lặn lội về đây chết trước mặt ba, để ba tha thứ cho con tội bất hiếu vô nghi. Vì con quá thương vợ mà xem ba chẳng ra gì, con không kể vì gia phong lấy giáo, xem trọng chữ ân tình thêm mang tội bất hiếu với ba. Hôm nay con về đây dù ba có lòng tình thứ tha, con cũng tự giận chết trước mặt ba cho ba thấy. Chớ sống làm gì mà con phải ôm nhiều cái đắng, sống làm gì khi mà niềm
đừng có tuyệt vọng như vậy. Chết đi sống lại là quá mừng rồi. Con đừng nghĩ chuyện chết chóc nữa. Bà già rồi, bà không cô độc con à. Dọc đường dọc xa, còn con của con không biết thất là nơi nào. Hôm nay con về đây để trước là ta tôi, sao con xin chết trước mặt ba cho ba vừa lòng ha da. Cũng bởi trước kia ba thủ cựu nên lòng ba sắt đá, vì thế mà con phải bỏ nhà chịu vất vả chua cay. Giờ thì chết con thất lạc mười mấy năm nay, con còn gì ham sống để tiếng nghĩa mai chê cười. Con giận ba lắm phải không? Ba biết ba đối xử gắt gao với con lắm. Thôi chuyện cũ bỏ đi, đừng nhắc tới nữa. Bây giờ ba biết ba gắt gao thì đã muộn rồi. Ba biểu con bỏ chuyện cũ, làm sao con bỏ được? Sao bỏ không được? Làm sao con quên vợ con của con được? Con phải chết. Con chết trước mặt ba bây giờ này nè. Con vô nhà ngồi mà khóc. Khóc cho nhiều đi con. Chừng nào hết khóc rồi, một lát vợ con của con trở về đây, gặp nhau cho nó vui. Con đang đau lòng khổ sở mà ba đành ba cười để ba pha lãng cái chuyện của ba được sao ba? Ba nói thiệt đó, vô nhà đi, rồi một chút nữa vợ của con sẽ dắt thêm một đứa con nữa về đây cho con mừng vui. Pha dạ. Pha dạ 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 dạ. Xách vali cậu mày vô. Ý trời, cậu hai đây sao? Mày làm gì như khỉ mắt phong vậy? Không có ổng cẳng, chỉ là cậu hai thiệt thôi. Trời ơi cậu hai, vậy mà người ta Dạ thôi, để tôi xách vali cho cậu nha. Dạ. Hả? Bộ vợ con kiếm được thu ba rồi hả ba? Thì con cứ vô ghế ngồi đi. Nè, tắm rửa cho mát đi, rồi chút nữa tính ha. Kìa, tụi nó về kìa. Mình làm sao mà sống được vậy đây? Rồi anh sẽ kể hết cho em nghe. Còn mẹ con em mới tìm được con Thu Ba đây nè mình. Thu Ba con. Bây giờ con lớn như vậy sao? Con Thu Ba con. Ba. Con ơi con ơi, đã biết bao năm trường, ba nhớ con đêm ngày nào, biết rằng con ở nơi đâu. Hôm nay đến khi ba về, được gần kề sướng vui nào hơn. Con hai con yêu quý, lòng này em càng vô cùng sung sướng, tưởng đâu không còn ngày thương đắng thương này. Trước khi bóng anh ta rồi thì người về bao tin về anh, nói anh chết ngay trên tàu thì lòng nào bảo sao không. Thank you.
vui lòng thương cả gia đình ta. Má ơi, vì khổ vì đau vì vợ chồng xa nhau mà con phải lâm vào tội bất hiếu. Nay cảnh tình ba đã thấu hiểu, xin ba hãy thương vợ của con mà chừng chiếu cho con nhờ. Hai đứa con của con nó còn nhỏ, nó quá dại khờ, mười mấy năm trời chỉ gian lao đau khổ, từng phút từng giờ mong được ông nội mến thương. Đã chịu nhiều rồi những chuyện cay đắng thế lương, giận con dẫm nát chốn bụi đường sương gió. Nay về đến đây xin ba đừng giận con mà từ bỏ, hãy nhỏ chút lòng thương mà cho trẻ nó được nhờ. Nói nữa đi con, chắc bỏ nhà đi lâu rồi không gặp người nói chuyện. Bây giờ cứ nói đi cho đã đi con. Ba ơi, những lời con tha thiết vừa qua cũng là lời sau cuối, xin ba hãy niệm tình mà thương cho gia đình con. Con mới về nên chưa hiểu gì hết, để vợ con nó kể lại cho con nghe hay hơn nha. Mình ơi, nếu không nhờ ba, bệnh của em không thể sống được. Nếu không gặp ba sớm thì tôi cũng giờ đây không biết ra sao. Và mới đây cũng nhờ ba mà em tìm lại được con Thu Ba đó mình. Trời ơi, vậy là con lại mang thêm một cái lỗi nữa. Con biết gì vậy là tốt lắm. Ba tưởng cuộc đời ba khi nằm xuống vẫn còn cô độc, không ngờ lại vui vẻ như vậy. Ba mừng, ba thỏa nguyện lắm đó con. Dạ thưa ba, chị Chính nô đau nhiều quá mà không có thuốc men chi hết. Chị có công nuôi con Thu Ba mười mấy năm nay, dạ xin ba thương giùm. Có gì khó khăn con, có sẵn thầy thuốc Lê Hiển Vinh từ bên Tây mới về đây nè. Pho đâu? Dạ có pho. Trời ơi, giờ chót mà cũng còn kêu tôi nữa. Mày lẩm bẩm gì đó? Dạ đâu có. Đi xuống với lò gạch, nhờ thêm mấy anh em nữa lấy giọng xuống nhà của Chính nô. Giọng của Chính lên đây cho cậu Vinh chữa bệnh nghe chưa? Dạ. Bệnh mà được khiên giọng khỏe quá. Các con ơi, hôm nay là ngày đoàn tụ gia đình, ba cho làm gà vịt ăn mừng, cho công nhân lò gạch nghỉ ngày nay cũng để ăn mừng, cho gia đình ta đoàn tụ. Dạ, cảm ơn ba. Người ơi chớ nói câu tà từ, đường xa lắc vẫn còn tìm nhau. Bao tháng năm tha thiết ngóng chờ, người ở chốn xa quay về, dần trăng khuya kia ngày tròn. Chia tay số xa lòng đau, thương em với bao sầu nhớ. Hôm nào tiếng đường hồi còi tàu giang trên bến, nước mắt nước tan lòng nhớ. Ngày xa cách quê hương mịt mờ, về đây với bên bờ bình yên. Duyên lứa đôi thôi hết hứng hờ, hạnh phúc thoả bao.